Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 74. Việc này quá bất ngờ, làm cho mọi người có mặt đều sững sờ. Sau khi khôi phục tinh thần, người nội viện cùng ngoại viện bọn người vô ý thức lui một bước, cách xa xa. Sắc mặt người ám viện thay đổi, huyền khí trong cơ thể bọn họ bắt đầu khởi động, ánh mắt mang theo sát ý nhìn Dương Diệp. Thương Thanh Ảnh đang muốn nói chuyện, đệ tử ám viên Công Tôn trầm giọng nói. Thả hắn, bằng không ta sẽ làm người muốn chết cũng khó khăn. Nghe được Công Tôn nói, khuôn mặt Thương Thanh Ảnh biến đổi, thầm mắng một tiếng ngu ngốc. Lúc này, đột nhiên Dương Diệp bóp cổ Diệp Tài Ưng và nện xuống mặt đất. Bành! Làm đất mặt run lên kịch liệt, Diệp Tài Ưng kêu lên đau đớn, cả đầu của hắn bị nện xuống mặt đất, thân thể hắn không tệ, cũng không có trực tiếp nổ đầu, hắn chỉ đổ máu mà thôi. Ngươi! Đám người Công Tôn giận dữ, đang muốn nói cái gì, lúc này, Dương Diệp lại bỏ qua Diệp Tài Ưng và tấn công Công Tôn, tốc độ cực nhanh, Công Tôn còn chưa kịp phản ứng, hắn và hai đệ tử ám viện sau lưng đã bay ra xa. Vài tên đệ tử ám viện còn lại hoảng hốt, bọn họ không dám động thủ nữa. Diệp Tài Ưng cùng Công Tôn đều là bán thánh đấy, nhưng mà hai gã bán thánh lại không tiếp được một chiêu của Dương Diệp. Bọn họ dám động thủ nữa hay sao? Dương Diệp không có nhìn người ám viện, với hắn mà nói, hắn không muốn chơi với đám người này. Hắn đi đến trước nam tử áo vàng và bạch lang đang hấp hối, hai tay một chảo, sau đó lại ném cả hai vào tường thành, sau đó cong ngón búng ra, tám đạo kiếm quang đóng đinh một người một sói lên tường thành. Nam tử vốn hôn mê lại kêu la thảm thiết, bạch lang gào thét không dứt. Nhìn một người một sói trên tường thành, Dương Diệp nói. Thẳng đến khi chúng chết mới thôi. Nói xong, hắn quay người đi vào nội thành, lúc đi tới cửa thành, hắn nói. Nếu muốn báo thù, tận lực phái người mạnh một chút, phái những kẻ yếu tới, ta không muốn chơi với từng người các ngươi. Còn nữa, ai dám thả một người một sói kia xuống, ai lấy xuống, ta giết ai. Nói xong, thân hình Dương Diệp khẽ động, hắn đã biến mất ở cửa thành. Dương Diệp đi rồi, đột nhiên Phong Vũ Chiêu nhìn đám người ám viện, nói. Các ngươi không phải muốn đánh giáo tập ngoại viện sao? Hắn chính là giáo tập ngoại viện của chúng ta, không phải các ngươi lúc nãy muốn đánh hắn sao? Không phải vừa rồi rất hung hăng càn quấy sao? Các ngươi không phải rất giỏi sao? Như thế nào? Hiện tại sợ, các ngươi. Hạ Băng Vi bên cạnh Phong Vũ Chiêu giữ chặt hắn. Ý bảo hắn đừng nói tiếp. Phong Vũ Chiêu hít sâu một hơi, nói. Ta không phải tiểu nhân đắc chí, cũng không phải muốn mượn Diệp huynh áp bọn họ, nhưng ta không quen nhìn đám người này. Sắc mặt người ám viện càng khó nhìn. Lúc này, Diệp Tài Ưng cùng Công Tôn đều bò ra khỏi phế tích, hai người lúc này có chút chật vật, đặc biệt là Diệp Tài Ưng, gương mặt hắn hốc hác, nói toạc ra còn tương còn nhẹ, phải nói là hủy dung. Trán hắn lõm xuống, cái mũi không còn. Miệng môi không có, máu tươi bao trùm gương mặt của hắn, muốn bao nhiêu khủng bố sẽ có bao nhiêu khủng bố. Diệp Tài Ưng vừa muốn nói gì, Thương Thanh Ảnh lại nói. Nếu ta là ngươi, ta sẽ câm miệng. Trước ngươi, hắn đánh trưởng lão giới luật viện, giết một đệ tử của thánh giả, còn đánh Thiên Kiều, không chỉ như thế, còn giết hơn 10 đệ tử nội viện của ta, còn đánh ta trước mặt mọi người, hắn hiện tại vẫn sống rất tốt. Đám người ám viện biến sắc. Tuy không rõ sắc mặt của Diệp Tài Ưng nhưng trong mắt hắn lại có nghi hoặc và sợ hãi. Thương Thanh Ảnh không có giải thích, nàng nói. Nếu ám viện các người muốn lấy danh dự, vậy thì đi mời đệ tử ám viện đời trước Thượng Quan Vân Hải ra đi, bằng không ai tới ai không may. Đặc biệt là ngươi, ta khuyên ngươi nên ít xuất hiện một chút, nếu như ngươi muốn chết hoặc muốn tàn phế, ngươi có thể tiếp tục hung hăng càn quấy như vừa rồi. Nói xong. Thương Thanh Ảnh trực tiếp quay người mang theo mọi người đi vào Vân Hải Thành. Ngoài cửa thành, chỉ còn lại đám người ám viện. Diệp ca, việc này cứ tính toán như vậy sao? Công Tôn trầm giọng nói. Diệp Tài Ưng không nói gì, nhưng trong mắt hắn lại có sát ý. Vân Hải Thành, Dương Diệp lại tìm một gian phòng, trong phòng, chỉ có hắn một mình hắn, còn có Tử Điêu trong ngực. Dương Diệp ngồi xếp bằng ở đấy, vung tay phải lên. Thi thể U Vô Ảnh xuất hiện trước mặt hắn. Liếc mắt nhìn thi thể U Vô Ảnh, Dương Diệp trực tiếp bắt đầu luyện chế. Cứ như vậy, một giờ sau, U Vô Ảnh bị luyện chế thành kiếm nô. Dương Diệp cong ngón búng ra, ánh sáng trong phòng biến mất, gian phòng lâm vào hắc ám, cùng lúc đó, kiếm vực xuất hiện trong phòng, cũng bao phủ cả gian phòng. Dương Diệp làm xong tất cả,
U Vô Ảnh bắt đầu hành động. Ám chi pháp tắc. Trong phòng, Dương Diệp lẩm bẩm trong bóng tối. Trong phòng, mặc dù không có chút ánh sáng nào, căn phòng đen kịt, nhưng Dương Diệp lại có thể cảm nhận được tất cả trong phòng. Đây chính là điểm khủng bố của kiếm vực. Trong kiếm vực, hắn đã dung hợp làm một thể với tất cả. Đến bây giờ, hắn phát hiện kiếm vực còn có một công năng, đó chính là phục chế. Sở dĩ hắn có thể lĩnh ngộ tốc chi pháp tắc, chính là vì kiếm vực. Đương nhiên, nếu như là người khác, cho dù đối phương lĩnh ngộ vực chi lực, cũng tuyệt đối không có khả năng phục chế huyền kỹ, pháp tắc của địch nhân, trừ phi đối phương có thể giống như hắn, đem đối thủ luyện chế thành kiếm nô. Thế gian có tất cả pháp tắc, mỗi một chủng pháp tắc đều có huyền bí cùng đặc tính của chính mình, nhưng nói cho cùng, đều là trăm sông đổ về một biến. Đương nhiên, không phải nói một người lĩnh ngộ một loại pháp tắc thì có thể dựa vào pháp tắc mình lĩnh ngộ pháp tắc khác dễ dàng. Hắn có thời gian cảm thụ pháp tắc của đối phương, cho nên muốn lĩnh ngộ pháp tắc cũng không phải không có khả năng. Như vậy cũng giống như có sự phụ dạy huyền kỹ, nếu như hắn chỉ thi triển một lần, sau đó cho đệ tử học, trừ phi đồ đệ này là kỳ tài ngút trời, bằng không tuyệt đối không có khả năng học được. Nhưng nếu như hắn nguyện ý không hề giữ lại truyền thụ, chỉ cần đệ tử không phải quá đần sẽ học được, nhiều lắm chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lúc này, U Vô Ảnh chính là sư phụ của Dương Diệp. Như thế nào là ám? Giải thích đơn giản chính là nơi không có ánh sáng chính là ám, chỉ có điều, hàm nghĩa chính thức của nó không chỉ như thế. Nơi không ánh sáng có hai chủng năng lượng, một loại là ám vật chất, một loại là ám năng lượng. Ám vật chất, chỉ bản thân hắc ám, không ánh sáng, bản thân chúng đã có một mặt ám, ví dụ như cái bóng. Mà loại ám vật chất này có thể bị lợi dụng, giống như U Vô Ảnh có thể trực tiếp mượn nhờ cái bóng dáng của hắn để công kích hắn. Bởi vì bản thân bóng dáng đã thuộc về ám vật chất tạo thành. Về phần ám năng lượng còn kinh khủng hơn cả ám vật chất, có thể trực tiếp thôn phệ ám vật chất. Vào lúc này, nơi này không có chút ánh sáng nào, một phiến hắc ám này chính là ám năng lượng, bởi vậy, bóng dáng của Dương Diệp trực tiếp bị những ám năng lượng này thôn phệ. Đương nhiên, chúng vẫn tồn tại, chỉ có điều ở trong tối năng lượng thôn phệ nên không nhìn thấy mà thôi. Ám năng lượng kinh khủng nhất còn không phải như thế. Như lúc này, chung quanh vô cùng tối tăm, phiến hắc ám này chính là ám năng lượng, mà những ám năng lượng này vẫn có thể bị lợi dụng đối địch. Sở dĩ Dương Diệp ở trong kiếm vực vẫn bị trọng thương, cũng bởi vì cuối cùng U Vô Ảnh điều động tất cả ám năng lượng chung quanh điên cuồng đánh hắn. Những ám năng lượng này khủng bố cỡ nào, dù sao kiếm vực của hắn cũng không thể ngăn chặn hoàn toàn. Đến nay mới thôi, Dương Diệp đã có 3 loại pháp tắc. Tiêu vong pháp tắc, tốc chi pháp tắc, ám chi pháp tắc. Trong đó, không hề nghi ngờ, tiêu vong pháp tắc mạnh nhất, bất kể là ám chi pháp tắc hay tốc chi pháp tắc, chỉ cần đụng phải tiêu vong đều biến mất. Đến nay mới thôi, trừ chính kiếm vực của hắn, hắn còn chưa thấy qua lực lượng cùng cấp bậc có thể chống lại tiêu vong pháp tắc. Tốc chi pháp tắc cường đại là ở tốc độ, do hắn thi triển đi ra tốc chi pháp tắc, hoàn toàn có thể đánh vô số bán thánh cao cấp không có lực hoàn thủ. Thậm chí một ít bán thánh cao cấp sẽ bị miểu sát, ám chi pháp tắc cường đại ở chỗ quỷ dị, nếu như dùng để ám sát, tuyệt đối còn khủng bố hơn dung nhập kiếm ý vào trong không gian. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể lĩnh ngộ ra. Cứ như vậy, thời gian kế tiếp, hai tai Dương Diệp không nghe chuyện ngoài cửa sổ, hắn bế quan trong phòng, sau đó một lần lại một lần nhìn U Vô Ảnh thi triển ám chi pháp tắc. Vân Hải Thành, bởi vì đàn sói lui quân, tạm thời khôi phục một chút bình tĩnh. Tuy bóng ma tử vong vẫn bao phủ trên đầu mọi người. Mọi người có lý do lo lắng, một khi vài tên thánh giả quyết ra thắng bại, như vậy cũng quyết định sinh tử giữa Vân Hải Thành cùng Thiên Lang tộc. Nếu như thánh giả Vân Hải Thành thắng, vậy thì khá tốt, nhưng nếu như là thánh giả Thiên Lang tộc thắng, không hề nghi ngờ, người trong Vân Hải Thành sẽ chết. Yêu thú cũng không có tâm thương cảm bọn họ. Thành chủ Vân Hải Thành phủ. Lúc này trong đại sảnh có 3 đám người. Một đám trong đó là Thương Thanh Ảnh cầm đầu đệ tử ngoại viện cùng nội viện, còn có một đám là nam tử áo trắng cầm đầu đệ tử ám viện, đám người còn lại dùng lão giả cầm đầu thế lực bản thổ của Vân Hải Thành. Vân Hải Thành nghiêm khắc mà nói là thế lực phụ thuộc vào Vân Hải Thư Viện, tuy như thế, nhưng bản thân Vân Hải Thành cũng đang phát triển, cũng thành lập một đám thế lực, đương nhiên, nhóm thế lực này cuối cùng vẫn dùng Vân Hải Thư Viện làm chủ. Vân Hải Thư Viện có thánh giả, nhưng Vân Hải Thành không có, cho nên mặc kệ Vân Hải Thành là ai làm thành chủ,
thế lực có bao nhiêu, bọn họ cuối cùng vẫn không dám vi phạm mệnh lệnh của Vân Hải Thư Viện. Thiên Lang Sơn Mạch lần này đã có chuẩn bị, tuy bọn họ tạm thời lui binh, nhưng bọn họ nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Hơn nữa, bọn họ khẳng định còn chưa biết rõ át chủ bài của chúng ta. Thương giáo tập, Tả Tu Tiểu Hữu, các ngươi thấy thế nào? Nói chuyện là một gã nam tử trung niên, tên là Hách Liên Phong, là thành chủ Vân Hải Thành. Tuy hắn là bán thánh cao cấp, nhưng hắn có là bán thánh cao cấp cũng không dám vô lễ với đám người Thương Thanh Ảnh. Thanh niên tên là Tả Tu vuốt nhẹ thành ghế, hắn trầm ngâm một lát, hắn nói. Hách Liên tiền bối nói đúng, Thiên Lang Sơn Mạch khẳng định còn có át chủ bài mà chúng ta không biết. Không nói chuyện khác, Bạch Lang là nhi tử yếu nhất của Thiên Lang Vương đã xuất động, bốn tên còn lại không có động tĩnh, chuyện này rất không bình thường. Ám viện chúng ta đã phái người nghe ngóng, nhưng đáng tiếc, không có nghe được bất cứ tin tức gì. Nói đến đây, đột nhiên hắn nhìn về phía Thương Thanh Ảnh, nói. Nghe nói giáo tập ngoại viện Dương Diệp bắt được Bạch Lang kia, ta vốn chuẩn bị ra tay trên người Bạch Lang, nghe ngóng một chút tin tức, đáng tiếc đối phương không chỉ có không cho, ngược lại còn đánh người ám viện chúng ta, nghe nói còn tuyên bố ám viện muốn báo thù thì phái người mạnh nhất tiến đến, không biết việc này có thật hay không. Thương Thanh Ảnh liếc mắt nhìn Diệp Tài Ưng sau lưng Tả Tu, sau đó nói. Bạch Lang và nam tử áo vàng là Diệp Dương bắt, cho nên, hắn có quyền lợi xử trí như thế nào? Đương nhiên, các ngươi nói cũng có lý, cho nên, chờ Diệp Dương xuất quan, ta sẽ thương lượng với hắn một chút, nhưng phải chờ hắn đưa ra kết luận mới được. Buồn cười. Tả Tu khẽ cười, nói. Ta muốn hỏi Thương giáo tập một chút, là chuyện của Diệp Dương hắn quan trọng hay an nguy của Vân Hải Thành quan trọng? Nghe nói người này còn giết đệ tử nội viện, thậm chí hắn dám giết cả trưởng lão. Không biết là thật hay giả. Lúc này, Hách Liên Phong cũng nói. Nếu như là thật, người này không thích hợp làm giáo tập ngoại viện, càng không thích hợp phụ trách phòng thủ cửa chính. Đương nhiên, ta cũng không có ân oán gì với hắn, cũng không có tận lực nhắm vào hắn, ta chỉ luận sự, tất cả phải cân nhắc từ góc độ của Vân Hải Thành. Thương Thanh Ảnh trầm mặc một hồi, sau đó nói. Là hắn đánh trọng thương Bạch Lang, nếu như không có hắn, chúng ta muốn giữ vững vị trí cửa chính, không biết sẽ trả giá bao nhiêu. Thậm chí nói không chừng chúng ta phải bại lộ át chủ bài. Không có hắn, chẳng lẽ Vân Hải Thành chúng ta sẽ thất thủ hay sao? Tả Tu sùi cười một tiếng, nói. Còn nữa, hắn ỷ vào chính mình có vài phần thực lực có thể tùy hứng mà làm, hoàn toàn không xem trưởng lão, viện quy, còn có nội viện chúng ta vào mắt. Thứ cho ta nói thẳng, người này chính là phần tử nguy hiểm trong Vân Hải Thành, bởi vì nói không CDH từng hắn khó chịu sẽ ra tay với chúng ta. Thương Thanh Ảnh liếc mắt nhìn Tả Tu, nói. Nói lâu như vậy, ta cũng không có hiểu rõ ngươi muốn làm cái gì, nói thẳng đi. Ta sẽ nói thẳng. Tả Tu nói. Viện trưởng bị thánh giả của Thiên Lang Sơn Mạch kiềm chế, cả Vân Hải Thành hiện tại do ba người chúng ta làm chủ. Hiện tại, ta đề nghị, lập tức thả nam tử áo vàng cùng Bạch Lang trên tường thành xuống, dùng thân phận đặc thù của nam tử và Bạch Lang, quyết không thể để bọn họ chết đi, có nam tử cùng Bạch Lang này. Chúng ta có thể có được càng nhiều tin tức về Vân Tiêu Thánh Điện cùng Thiên Lang tộc. Ta tán thành. Hách Liên Phong gật đầu nói. Tả Tu liếc mắt nhìn Thương Thanh Ảnh không nói gì, lại nói. Chuyện thứ hai, ta lập tức giải trừ kiếm ý của Diệp Dương giáo tập ngoại viện, tạm thời giam giữ hắn, trừ hắn, những đệ tử ngoại viện cũng phải bị khống chế, tránh cho bọn họ làm ra chuyện tổn hại tới Vân Hải Thành. Diệp Dương và những đệ tử ngoại viện kia tốt nhất nên giao cho ám viện chúng ta phụ trách, dù sao Diệp Dương vẫn có chút thực lực. Về phần cửa chính sẽ toàn quyền giao do Thương giáo tập đến xử lý. Người muốn giải trừ chức vụ của Dương Diệp, còn muốn giám hắn với đệ tử ngoại viện. Thương Thanh Ảnh nhìn thẳng Tả Tu, hỏi. Như thế nào, không được sao? Tả Tu lãnh đạm nói. Thương Thanh Ảnh bật cười, nàng nhìn đám người Tả Tu, sau đó nói. Tả Tu, ta biết rõ ngươi muốn ra mặt cho đám người Diệp Tài Ưng, nhưng ta chỉ muốn nói, ngươi này không chỉ tự mình muốn chết, cũng đang hại cả ám viện. Tả Tu cười lạnh, nói. Dường như Thương giáo tập rất xem thường Tả Tu ta, còn có ám viện chúng ta. Thương Thanh Ảnh đứng dậy, nàng nhìn đám người này, cuối cùng ánh mắt nhìn lên người Tả Tu, nói. Ta biết rõ, các ngươi đã quyết định, ta cũng không ngăn cản các ngươi. Xem tình nghĩa cùng là đệ tử thư viện. Cuối cùng vẫn khuyên một câu, đừng đi tìm hắn gây phiền toái,
bởi vì hậu quả các ngươi tuyệt đối không thừa nhận nổi. Đặc biệt là lúc thánh giả thư viện đều bị kiềm chế, thượng quan Vân Hải lại đang bế quan. Tả tu cũng đứng dậy, hắn nhìn thẳng Thương Thanh Ảnh, sau đó nói. Hôm nay ta muốn thử một chút. Nói xong hắn hướng đi ra ngoài cửa, chỉ chốc lát, hắn đã tới cửa. Sau lưng hắn là đám người thành chủ Vân Hải thành cùng ám viện. Rất nhanh, tả tu mang theo 20 tên đệ tử ám viên còn có đám người thành chủ Vân Hải thành cùng cường giả đi ra khỏi Vân Hải thành. Trên tường thành, nam tử áo vàng cùng bạch lang vẫn bị đóng đinh tại đây, lúc này, một người một sói cũng đã hấp hối, đặc biệt là bạch lang, khí tức của nó gần như không còn, hiển nhiên sắp tắt thở. Thả xuống. Tả tu nhìn một người một sói kia, hắn nói. Nhưng đôi tay của hắn nắm chặt, hiển nhiên vẫn đang đề phòng. Nghe được tả tu nói, sắc mặt đám người Lãnh Ngọc Nhiễm biến hóa, muốn tiến lên ngăn cản, nhưng Ngọc Vô Song lại ngăn cản mọi người. Lúc này thực lực ám viện rõ ràng cao hơn bọn họ căn bản ngăn cản không được, không chỉ không thể ngăn cản, khả năng còn có thể tạo cớ cho ám viên người đánh bọn họ, thậm chí là giết bọn họ. Diệp Tài Ưng đi về phía nam tử áo vàng cùng Bạch Lang, đột nhiên, hắn dừng lại, quay người nhìn đám người Phong Vũ Chiêu, cười lạnh nói. Không phía các ngươi lúc trước rất hung hăng càn quấy sao? Hiện tại, ta muốn mang một người một sói này đi, tại sao các ngươi không nói chuyện? Có phải sợ rồi không? Ha ha! Sắc mặt đám người Phong Vũ Chiêu cùng Hách Xuất Bác trầm xuống, bọn họ muốn động thủ, Ngọc Vô Song lại ngăn bọn họ lần nữa, nói. Hắn cố ý chọc giận chúng ta, đừng cho hắn cơ hội và lấy cớ, tất cả cứ chờ Dương Dương Diệp tới rồi nói sau. Nghe vậy, tuy đám người Phong Vũ Chiêu vẫn tức giận nhưng đã ép xuống. Mặc dù ám viện chỉ có 20 mấy người, nhưng thực lực thấp nhất cũng là bán thánh, căn bản không phải bọn họ có thể chống lại, cho dù là ngoại viện cùng nội viện liên thủ cũng không thể đối kháng. Hiện tại động thủ, bọn họ sẽ bị hành hạ. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Tài Ưng cười lạnh nói. Xem ra không có giáo tập kia, ngoại viện các ngươi đều là một đám cháu trai, một đám yếu ớt. Cháu trai con bà ngươi. Hách Xuất Bác đã không nhìn được nữa, hắn trực tiếp chửi ầm lên, nhưng hắn vừa mắng xong, một bóng người đã xuất hiện trước mặt hắn, người này tát hắn bay xa ngàn mét. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Tài Ưng thu tay lại, cười lạnh một tiếng, nói. Nói năng lỗ mãng, nên đánh. Khốn nạn! Đệ tử ngoại viện lập tức sôi trào, toàn bộ lao thẳng về phía Diệp Tài Ưng. Nhìn thấy cảnh này, khóe miệng Diệp Tài Ưng nở nụ cười tàn nhẫn, hắn nhảy vào trong đám người, đám đệ tử ám viện cũng lao vào đám người Lãnh Ngọc Nhiễm. Bành bành bành! Không đến 3 giây, hơn 80 người ngoại viện đều nằm xuống đất. Diệp Tài Ưng một cước giẫm nát mặt của Phong Vũ Chiêu, giữ tợn nói. Không phải ngươi rất hung hăng càn quấy sao? Ngươi không phải rất hung hăng càn quấy sao? Cứ hung hăng càn quấy cho ta xem một chút. Đến đây! Nói xong, chân của hắn dùng sức, cả khuôn mặt Phong Vũ Chiêu huyết nhục mơ hồ. Thả biểu ca ta ra. Hạ Băng Vi bò dậy, nàng muốn tiến về phía Diệp Tài Ưng nhưng khi tới trước mặt Diệp Tài Ưng liền bị Diệp Tài Ưng đá một cước vào bụng, nàng kêu thảm thiết và bay ra xa, cuối cùng trùng trùng rơi xuống đất ngất đi. Băng Vi! Phong Vũ Chiêu gào thét. Nhưng hắn đổi lấy một cước của Diệp Tài Ưng. Bành! Phong Vũ Chiêu lại bị đạp đầu xuống đất, mặt đất vỡ ra, vô số máu tươi bắn tung tóe. Con sâu cái kiến, chỉ bằng các ngươi cũng xứng đối địch với ám viện chúng ta. Diệp Tài Ưng nói xong liền đá vào bụng của Phong Vũ Chiêu, Phong Vũ Chiêu bay ra xa hơn 10 mét mới dừng lại. Nhưng Diệp Tài Ưng vẫn chưa thu tay lại, hắn liên tục đá mạnh vào các đệ tử ngoại viện, một đám đệ tử ngoại viện không ngừng bay ra ngoài. Trong đó, ngay cả Ngọc Vô Song cũng không may mắn thoát khỏi. Dừng tay. Lúc này, đột nhiên phía chân trời có tiếng quát phẫn nộ vang lên, đó là Thương Thanh Ảnh dẫn theo một đám đệ tử nội viện xuất hiện ở cửa thành. Sau khi nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Thương Thanh Ảnh trắng bệch. Nàng không nghĩ tới, chỉ bởi vì chậm trễ một chút việc, nàng đến chậm một chút đã nhìn thấy cảnh này. Nhìn thảm trạng của đệ tử ngoại viện, cảm giác khủng hoảng bao phủ tâm thần Thương Thanh Ảnh, không chỉ có Thương Thanh Ảnh. Những đệ tử nội viện lúc cũng có cảm giác này, bởi vì bọn họ biết sẽ xảy ra chuyện lớn. Lúc này đây, nếu như những thánh giả còn chưa hiện thân, chuyện này sẽ không thể vãn hồi. Dương Diệp giận dữ, tàn sát mấy chục vạn yêu lang, lúc này, nếu như thánh giả không xuất hiện, giao mổ của hắn sẽ nhắm ngay ám viện Vân Hải học viện.
mọi người không dám nghĩ tới. Thương Thanh Ảnh hít sâu một hơi, sau đó nhìn thẳng vào Diệp Tài Ưng, nói. Diệp Tài Ưng, người có biết người đang làm cái gì hay không? Diệp Tài Ưng cười lạnh nói. Ta đương nhiên biết rõ, những người này nói năng lỗ mãng với ta, không biết tôn kính học trưởng, bây giờ ta đang dạy nên tôn kính học trưởng thế nào? Người đang tìm đường chết. Thương Thanh Ảnh trầm giọng nói. Diệp Tài Ưng suỵ cười một tiếng, nói. Thương giáo tập, ta biết rõ, thực lực Diệp Dương đúng là rất mạnh, nhưng thì tính sao? Hắn mạnh cũng chỉ là mình hắn mạnh, hắn cũng chỉ là hoàng giả cảnh. Mà ám viên chúng ta có khoảng 30 người, chiến lực mỗi một người yếu nhất đều là bán thánh. Còn nữa, nếu trước kia không phải Diệp Dương đánh lén ta, ai thắng ai thua còn không nhất định. Thương Thanh Ảnh gật đầu, sau đó nhìn về phía Tả Tu, nói. Tả Tu, ta biết rõ ám viên các ngươi có thực lực, cũng biết các ngươi căn bản không sợ Diệp Dương. Ta biết chắc ta nói các ngươi cũng không nghe. Nhìn tình nghĩa mọi người thuộc Vân Hải Thư Viện, cho ngươi một đề nghị, có lẽ với người mà thôi, đây là lần cuối cùng trong đời ta đề nghị với người. Hiện tại, lập tức đi bảo hội trưởng ám viện các người xuất quan, không, tốt nhất là đi bảo thượng quan Vân Hải xuất quan. Như vậy, có lẽ các ngươi sẽ còn sống. Tả Tu trầm ngâm hồi lâu, sau đó lắc đầu cười cười, nói. Xem ra Thương giáo tập rất có lòng tin vào Diệp Dương, không, phải nói Thương giáo tập rất xem thường Tả Tu và ám viện chúng ta. Đám đệ tử ám viện sau lưng Tả Tu nhìn thẳng vào Thương Thanh Ảnh, thần sắc đã bất thiện. Nếu như không phải kiêng kỵ thân phận của Thương Thanh Ảnh, có lẽ có bọn họ sẽ ra tay. Ngươi thật không nghe đề nghị của ta. Thương Thanh Ảnh nói. Tả Tu cười khẽ, nói. Bất kể như thế nào, chúng ta tâm lĩnh hảo ý của Thương giáo tập. Từ khi thư viện có ám viện tới nay, cũng chỉ có người ám viện khi dễ qua người khác, không có người khác khi dễ ám viện, ta không muốn phá hư quy củ từ xưa tới nay. Thiên Phàm huynh bế quan đã giao ám viện cho ta phụ trách, hôm nay người ám viện bị người khi dễ, ta tự nhiên sẽ đòi công đạo cho bọn họ. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn đám người Phong Vũ Chiêu, nói. Ta cũng không che giấu, một người một sói này có tác dụng với chúng ta, nhưng lúc này đây, mục đích của chúng ta không phải bọn chúng, mà là các ngươi. Giáo tập các ngươi đánh hai huynh đệ của ta, ta hiện tại đánh tất cả huynh đệ của hắn. Nghe được Tả Tu nói thế, sắc mặt Thương Thanh Ảnh lập tức trầm xuống, lúc này đây, nàng không có nói chuyện, mà là mang theo người nội viện dẫn đám người ngoại viện Lãnh Ngọc Nhiễm rời đi. Thân phận nàng có chút đặc thù, nhưng ám viện càng đặc thù trong thư viện. Nếu như không vì thân phận nàng đặc thù, bằng vào danh hiệu giáo tập nội viện này, người ta sẽ không thèm nhìn nàng. Nên nói nàng đều nói, kế tiếp xảy ra chuyện gì thì nàng bất lực. Diệp Tài Ưng nhìn đám đệ tử ngoại viện thương tổn rời đi. Nhìn thấy chưa, ở trước mặt chúng ta, các ngươi không bằng con sâu cái kiến. Nói xong, hắn cười ha ha, thân hình khẽ động, hắn mang theo nam tử áo vàng cùng Bạch Lang đi, sau đó nói. Không phải Diệp Dương muốn giết một người một sói này sao? Ta càng muốn cứu sống bọn chúng, đến lúc đó tâm tình tốt, ta còn muốn thả bọn chúng, ta xem hắn làm gì được ám viện chúng ta. Đi thôi. Tả Tu nói một câu, hắn đi vào trong thành, người ám viện lập tức đuổi theo. Ngay vào lúc đi tới cửa, đột nhiên Tả Tu dừng lại, sau đó nói. Thương giáo tập, làm phiền ngươi nói cho Diệp Dương biết, muốn lấy lại một người một sói này. Tốt nên chờ đám người viện trưởng bọn họ có thể thoát thân trở về, bởi vì khi đó, sẽ có người ra mặt cứu hắn. Nếu như hắn hiện tại cố ý muốn tới, nói cho hắn biết, ám viện ta sẽ làm hắn khi tới đứng, khi về nằm. Nói xong, hắn không dừng lại, mang theo người ám viện và đám người Hách Liên Phong tiến vào trong thành. Thương giáo tập, ba người này tổn thương rất nặng, có nguy hiểm tánh mạng. Lúc này, một gã đệ tử nội viện bỗng nhiên nói. Sắc mặt Thương Thanh Ảnh biến hóa, nàng vội vàng đi qua, ở trước mặt nàng, là Hạ Băng Vi, Phong Vũ Chiêu, còn có Hách Xuất Bác. Trong đó, Hạ Băng Vi và Phong Vũ Chiêu nghiêm trọng nhất, Hạ Băng Vi sở dĩ nghiêm trọng là vì thực lực của nàng rất yếu, trúng một kích của bán thánh Diệp Tài Ưng, đan điền đã vỡ ra, tuy còn chưa nghiền nát, nhưng không khác gì phế nhân. Mà Phong Vũ Chiêu có sức chống cự rất mạnh, nhưng lại bị Diệp Tài Ưng nhằm vào, bởi vậy, hắn đã ngất đi, đặc biệt là đầu. Hắn còn bị thương nặng hơn cả Diệp Tài Ưng lúc trước. Hách Xuất Bác hơi tốt một chút, nhưng cũng ngất đi. Trừ ba người, người ngoại viện không khá hơn chút nào, có người thậm chí còn bị cắt đứt tay chân.
Đám người Ngọc Vô Song cũng không thể may mắn thoát khỏi, đặc biệt là Ngọc Vô Kiều và Ngọc Vô Song, trên mặt hai tỷ muội đều là những cái tát đỏ ửng. Vấn đề này, hiện tại có nên thông chi cho Diệp Dương biết hay không? Một gã đệ tử nội viện nhẹ giọng hỏi Thương Thanh Ảnh. Thương Thanh Ảnh lắc đầu, nói. Chữa tổn thương cho bọn họ trước rồi báo, bằng không sẽ chết người, sẽ chết thật nhiều người. Người chết, chết người nào? Đúng lúc này, một giọng nói vang lên tại cửa thành. Nghe thấy giọng nói này, thân thể Thương Thanh Ảnh cứng ngắc. Bởi vì này chủ nhân giọng nói này là Dương Diệp. Có một người đứng ở cửa thành, người này là Dương Diệp. Trong ngực Dương Diệp là Tử Điêu, lúc này thương thế Tử Điêu đã khôi phục không sai biệt lắm, không chỉ thân thể khôi phục bình thường, nàng còn tỉnh lại, nhưng khí tức lại hơi yếu. Lúc này hai móng của Tử Điêu ôm thật chặt cánh tay Dương Diệp, đầu dán vào ngực Dương Diệp và không ngừng cọ qua lại, đôi má ửng đỏ, thỉnh thoảng ngẩng đầu trùng Dương Diệp, trong mắt đầy ngượng ngùng. Bởi vì lúc trước Dương Diệp thừa dịp nàng hôn mê mà tắm cho nàng, còn sờ khắp toàn thân, nghĩ đến đây, Tử Điêu đã mắc cỡ không chịu nổi. Tâm tình của Dương Diệp rất không tồi, hai tay ôm Tử Điêu, trên mặt còn lộ ra thần thái vui vẻ, nhưng rất nhanh, vui vẻ trên mặt hắn đã biến mất. Bởi vì hắn nhìn thấy thảm trạng của đám người Phong Vũ Chiêu. Dương Diệp ôm Tử Điêu đi đến trước mặt đám người Phong Vũ Chiêu, ánh mắt của hắn nhìn lên thân đám người Phong Vũ Chiêu, cuối cùng nhìn lên tường thành, trống rỗng. Dương Diệp trầm ngâm một lúc, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Thương Thanh Ảnh, nói. Ám viện làm. Thương Thanh Ảnh gật đầu, bởi vì nàng không thể giấu giếm. Dương Diệp gật đầu, sau đó hắn thả Tử Điêu lên bờ vai, hắn ngồi xổm bên cạnh Phong Vũ Chiêu, thò tay đặt lên mặt Phong Vũ Chiêu, một tia tử khí tiến ra ngoài. Được tử khí chữa trị, thương thế của Phong Vũ Chiêu lập tức khôi phục một ít, ít nhất miệng vết thương đã khép lại. Dương Diệp thu tay lại, hắn đi tới trước mặt Hạ Băng Vi, lúc này, đột nhiên Hạ Băng Vi mở mắt, nói. Trước cứu biểu ca ta. Dương Diệp nói. Hắn đã không có gì trở ngại, còn lại cần tu dưỡng một thời gian ngắn là được, tình huống của ngươi nghiêm trọng hơn hắn, phải trị liệu cho ngươi trước. Nói xong, Dương Diệp vươn tay, tay đặt vào bụng Hạ Băng Vi, sau đó một cổ tử khí tiến vào trong cơ thể Hạ Băng Vi. Diệp Dương, ta sau này sẽ biến thành phế nhân đúng không? Đột nhiên Hạ Băng Vi nói, giọng nói suy yếu và buồn bã. Đây là thế giới cường giả vi tôn, nếu như một người trở thành phế vật, như vậy ý nghĩa người này mất đi tất cả. Dương Diệp nói, thương thế của ngươi rất nghiêm trọng. Nghe thế, trong mắt Hạ Băng Vi đã chảy nước mắt, Dương Diệp lại nói. Nhưng khá tốt, đan điền không có nghiền nát triệt để, mặc dù có chút khó giải quyết, nhưng vẫn không phải không thể vãn hồi, cho nên, ngươi an tâm đi. Hạ Băng Vi nao nao, lập tức nói. Ngươi nói thật. Dương Diệp mỉm cười, nói. Ngươi cứ nói đi. Hạ Băng Vi lập tức nín khóc mỉm cười, nói. Ngươi nói có thể, như vậy nhất định có thể, cảm ơn, thực cảm ơn, ngươi cứu biểu ca ta lại cứu ta, thực cảm ơn. Ta phải làm. Dương Diệp nói. Bởi vì các ngươi đều là học trò của ta, hơn nữa, vấn đề này là ta liên lụy các ngươi. Kỳ thật, ngươi cũng không có đáng sợ như vậy, ít nhất ta hiện tại không sợ ngươi. Hạ Băng Vi nói. Dương Diệp cười nói. Thì ra ngươi rất sợ ta. Hạ Băng Vi vội vàng gật đầu, nói. Không chỉ có ta cảm giác biểu ca ta cũng có chút sợ ngươi, còn có thật nhiều người. Nhưng bây giờ chúng ta không sợ ngươi, bởi vì ở chung với ngươi, chúng ta phát hiện, ngươi làm người rất tốt, đặc biệt là đối với người mình. Chỉ cần không cố ý gây phiền phức, trêu chọc ngươi, nhiều khi, ngươi rất dễ nói chuyện. Dương Diệp cười cười. Sau đó thu tay lại, nói. Hiện tại cảm nhận thân thể đi. Nghe vậy, Hạ Băng Vi vội vàng vận chuyển đan điền, rất nhanh, trong mắt nàng lại chảy nước mắt vì mừng rỡ. Dương Diệp tươi cười chữa cho mọi người, chỉ có điều trong mắt hắn có một tia hàn mang. Sau khi trị liệu cho Hạ Băng Vi, Dương Diệp đi tới trước mặt Hách Xuất Bác, tình huống của Hách Xuất Bác đỡ hơn Hạ Băng Vi cùng Phong Vũ Chiêu một chút, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Dường như bị người nào đó nhắm vào, lúc này xương cốt trong cơ thể hắn đã đứt gãy, đặc biệt là xương cốt hai chân và hai tay đã đứt gãy hoàn toàn. Lão đại, đánh bọn chúng. Hách Xuất Bác cười khổ nói. Đã làm ngươi mất mặt. Mất mặt cũng không có việc gì,
dù sao mặt mũi cần tự mình tìm trở về. Chỉ cần đừng mất mạng là tốt rồi. Dương Diệp nói xong, hai tay đặt lên hai chân hách xuất bác, sau đó huyền khí màu tím trong cơ thể tuôn ra. Lần này là ta hại bọn họ. Hách xuất bác nhìn mọi người, trong mắt có một tia áy náy. Nếu như không phải ta nhịn không được, đám cháu trai kia sẽ không lấy cớ động thủ. Ngươi sai rồi. Dương Diệp nói. Cho dù ngươi nhịn xuống, bọn họ cũng sẽ động thủ, chẳng qua sẽ lấy cái cớ khác, thậm chí không cần lấy cớ. Bởi vì thực lực bọn họ mạnh hơn các ngươi, cường giả động thủ với kẻ yếu cần lấy cớ sao? Lão đại, ngươi quá đả kích ta. Hách xuất bác cười khổ nói. Ta hiện tại đã thân tàn, ngươi lại đến đả kích ta, ngươi muốn tâm của ta cũng tàn theo sao? Dương Diệp thu tay lại, sau đó đặt lên hai tay hách xuất bác, huyền khí trong cơ thể tuôn ra, nói. Biết không, lúc ta còn là tôn giả cảnh, ta đã giết bán thánh như giết chó. Hách xuất bác cười khổ, nói. Lão đại, ngươi không nên đả kích ta có được không? Dương Diệp nói. Thiên phú của ta không tính là kèm, cũng có một ít kỳ ngộ, nhưng phần nhiều. Ta vẫn dựa vào cố gắng của mình. Một người, nếu như không gặp phải tuyệt cảnh, không ép chính mình một chút, hắn vĩnh viễn không biết mình có bao nhiêu lợi hại. Các ngươi có thể tiến vào thư viện, thiên phú khẳng định không kém, phương diện kỳ ngộ phải xem cơ duyên mỗi người, ta không cách nào giúp các ngươi, nhưng mà, ta ngược lại có thể giúp các ngươi gặp tuyệt cảnh. Sau khi việc này kết thúc, ta mang các ngươi đi chơi đùa. Đi chơi đùa. Nghe Dương Diệp nói thế, khóe miệng hách xuất bác lại run rẩy một hồi. Bởi vì hắn biết rõ, trong miệng Dương Diệp nói, đi chơi đùa, tuyệt đối là đi làm chuyện điên cuồng, nói cách khác, thời gian về sau càng khó chịu. Chuyện này có thể chấm dứt sao? Lúc này, đám người Ngọc Vô Song đi tới bên cạnh Dương Diệp. Dương Diệp hơi nhắm mắt lại, hắn thu hồi hai tay, sau đó đứng dậy nhìn về phía Ngọc Vô Song, trên mặt đám người Ngọc Vô Song đều là dấu bàn tay đỏ ửng. Dương Diệp đặt tay lên gương mặt Ngọc Vô Song, tử khí trong cơ thể tiến vào đôi má của Ngọc Vô Song, nói. Còn nhớ rõ ai đánh ngươi không? Nhớ rõ. Ngọc Vô Song nhìn thẳng Dương Diệp. Trong mắt tiểu cô nương này, không có thong dong như lúc trước, chỉ có lạnh như băng. Nhớ rõ là tốt rồi. Dương Diệp gật đầu, hắn thu tay lại, dấu tay trên mặt Ngọc Vô Song đã biến mất. Hắn nhìn về phía đám người Ngọc Vô Kiều, Ngọc Vô Kiều, hai nàng lui bước, các nàng không có can đảm như Ngọc Vô Song, bị Dương Diệp đặt tay lên má, nơi này còn có nhiều người đấy. Dương Diệp gật đầu, cũng không bắt buộc, bởi vì những dấu tay này sẽ biến mất theo thời gian. Lúc này, Dương Diệp bắt đầu trị liệu cho các đệ tử ngoại viện. Bên cạnh, Thương Thanh Ảnh cùng những đệ tử nội viện cứ đứng nhìn, sắc mặt của bọn họ ngưng trọng, trong mắt lại đầy lo lắng. Hiện tại Dương Diệp biểu hiện rất bình tĩnh, phi thường bình tĩnh, không có chút thần thái như nổi điên. Nhưng chính vì như thế, bọn họ mới càng bất an. Hồi lâu, Thương Thanh Ảnh đi đến bên cạnh Dương Diệp, sau đó nói. Ám viện là đệ tử thần bí nhất trong thư viện. Cũng là một viện mạnh nhất. Thượng quan Vân Hải chính là đệ tử thủ tịch ám viện, tuy hắn hiện tại đã không phải đệ tử, nhưng hắn khẳng định có cảm tình với ám viện. Trừ hắn, hiện tại đệ tử thủ tịch ám viện chính là cô Thiên Phàm cũng cực kỳ cường đại, lúc này, hắn đã là bán thánh cao cấp, cũng đang bế quan, nghe nói hắn tu tập một môn huyền kỹ tiên giai trung phẩm, nếu như thành công, bản thân hắn sẽ nắm giữ ba môn huyền kỹ tiên giai trung phẩm, khi đó hắn sẽ vượt xa đám lão quái vật trong bán thánh cao cấp. Trở thành đệ nhất nhân dưới thánh giả trong thư viện thánh giả, trừ thượng quan Vân Hải. Ngươi nói với ta nhiều như vậy, là muốn ta bỏ qua việc này, đúng không? Dương Diệp quay đầu lại liếc mắt nhìn Thương Thanh Ảnh, sau đó tiếp tục trị liệu cho đệ tử ngoại viện trước mặt. Thương Thanh Ảnh cười khổ, nói. Diệp Dương, ta biết rõ ngươi đang tức giận, nhưng ta thật hy vọng ngươi có thể dùng đại cục làm trọng. Ám viện đang trấn thủ một cửa thành, bọn họ không thể bỏ qua công lao. Thì tính sao? Dương Diệp cắt lời Thương Thanh Ảnh, nói. Ta cũng trấn thủ cửa thành, ta cũng có công lao, nhưng bọn họ vẫn đánh người của ta, còn mang theo người mà ta bắt. Bọn chúng làm việc này có nghĩ tới những việc ta nói không? Đó là ngươi đánh bọn họ trước. Thương Thanh Ảnh trong tình huống cấp bách đã nói như vậy, nhưng rất nhanh, nàng ý thức được không đúng, vội vàng im lặng. Dương Diệp thu tay lại, quay người nhìn về phía Thương Thanh Ảnh, nói. Tại sao lúc trước ta đánh bọn họ? Thương Thanh Ảnh không nói gì.
Dương Diệp khẽ u oi một tiếng, nói. Thương cô nương, ta biết rõ, ngươi khẳng định đã khuyên bọn họ, nhưng bọn họ vẫn làm. Mà bây giờ, ngươi tới khuyên ta muốn nói cho ngươi biết, ta làm người chính là, người khác đối đãi với ta thế nào, ta sẽ đối đãi với người khác thế nào. Ngươi tốt với ta sẽ tốt với ngươi, đồng dạng, ngươi xấu với ta sẽ không đối xử tốt với ngươi. Nếu như ngươi dám giết người ám viện, thư viện khẳng định không tha ngươi. Thương Thanh Ảnh trầm giọng nói. Nơi này không lưu ta, sẽ có nơi lưu ta. Dương Diệp nhìn thẳng Thương Thanh Ảnh, nói xong, hắn quay người đi về phía cửa thành, nói. Còn có thể đi đường thì đi theo ta, không thể đi thì người khác mang đi. Ta hiện tại dạy các ngươi một việc, làm người, nên có ân báo ân, có thù báo thù. Có thù báo thù. Có thù báo thù. Các đệ tử ngoại viện chạy theo Dương Diệp, bọn họ giận dữ hét lên. Mà đúng lúc này, một gã nam tử mặc khôi giáp đột nhiên xuất hiện ở cửa thành, nam tử lạnh lùng nhìn đám người Dương Diệp, nói. Ngươi chính là giáo tập ngoại viện Diệp Dương, thành chủ tìm ngươi có việc, theo ta đi. Trước kia bọn họ đi chung với đám người ám viện, trong đó đám người đánh chúng ta có bọn họ. Đột nhiên Ngọc Vô Song nói với Dương Diệp. Dương Diệp gật đầu, thân hình khẽ động đã đi tới trước mặt nam tử mặc khôi giáp, tay phải trực tiếp bóp cổ đối phương, nói. Nhớ kỹ, không giết ngươi, lưu ngươi một hơi, là vì muốn ngươi trở về nói cho thành chủ của các ngươi, bảo hắn rửa cổ cho sạch, ta sẽ tới lấy đầu của hắn. Nói xong, Dương Diệp nâng một cước đá vào bụng của nam tử, đối phương hét thảm một tiếng, sau đó thân thể bị đá bay ra xa. Cái nhìn đại cục, Dương Diệp không phải không có. Lui một bước, trời cao biển rộng, đạo lý kia, Dương Diệp không phải không biết. Thuận theo bản tâm. Nhất niệm giết người sẽ dựng nên vô số cửu địch, Dương Diệp không ngốc, hắn tự nhiên biết rõ điểm ấy. Nhưng thì tính sao? Cái nhìn đại cục, người ám viên có nói cái nhìn đại cục sao? Không có, bởi vì có thực lực, cho nên bọn họ dám đến đoạt người hắn bắt, dựa theo đạo lý, hắn nên hai tay dâng cho bọn họ, khi đó bọn họ có nghĩ tới nam tử áo vàng và bạch lang không phải bọn họ bắt, mà là Dương Diệp bắt. Tại sao bọn họ làm như vậy? Dám làm như thế? Bởi vì bọn họ cảm giác mình có thực lực cần có cái nhìn đại cục với kẻ yếu sao. Đương nhiên sẽ nói, bởi vì bọn họ biết Dương Diệp không giao bạch lang cùng nam tử áo vàng cho bọn họ là không nhìn đại cục, là vì tư lợi. Bọn họ sẽ không đi quản bạch lang cùng nam tử áo vàng là ai bắt, càng không để ý mang bạch lang cùng nam tử áo vàng để có được Dương Diệp đồng ý hay không. Bọn họ xem ra, một người một sói này là người ám viện bọn họ cần, cho nên sẽ mang đi. Bởi vì bọn họ mạnh hơn ngoại viện. Đáng tiếc là, thực lực bọn họ không đủ, bị Dương Diệp đánh về. Lúc này, ám viện cũng không lựa chọn lui bước, mà là lựa chọn báo thù. Bọn họ sai sao? Không có sai, bọn họ bị đánh, muốn báo thù, điểm này không sai, muốn nói sai, chỉ có thể nói đám người hách xuất bác sai. Bởi vì thực lực bọn họ không đủ, bị người đánh, chỉ có thể nói học nghệ không tinh. Đạo lý cũng giống như vậy. Hiện tại Dương Diệp hắn muốn đi báo thù, điều này có thể nói sai sao? Dương Diệp không cần quan tâm người khác nghĩ thế nào, cũng không để ý người khác nói gì, bởi vì hắn cảm giác mình không có sai. Đã không có sai, vậy thì làm. Nhìn đám người Dương Diệp đi về hướng ám viện, sắc mặt đám người Thương Thanh Ảnh càng khó coi, bởi vì dựa vào hiểu biết của về Dương Diệp đi chuyến này sẽ gây ra náo loạn không thể thu thập. Hiện tại ngoài có cường địch. Nếu như bên trong lại loạn, đối với Vân Hải Thành mà nói là một tai nạn to lớn. Thương giáo tập, làm sao bây giờ? Bên cạnh Thương Thanh Ảnh, một gã đệ tử nội viện trầm giọng hỏi. Thương Thanh Ảnh im lặng nửa ngày, sau đó lắc đầu, nói. Đám người ám viện kiệt ngao bất tuần, căn bản không nghe ta khuyên bảo, Dương Diệp còn kiệt ngao bất tuần hơn bọn họ, ta nói cái gì cũng lãng phí nước bọt. Chẳng lẽ cứ nhìn bọn họ đánh nhau như thế? Tên đệ tử kia hỏi. Thương Thanh Ảnh im lặng nửa ngày, sau đó nói. Đi mời cô Thiên Phàm. Đúng lúc này, đột nhiên Dương Diệp dừng bước lại, chỉ thấy hắn quay người nhìn về phía đám người Thương Thanh Ảnh, nói. Không biết chư vị còn nhớ rõ chúng ta đánh bạc lúc trước không? Nghe vậy, đám người Thương Thanh Ảnh nao nao, sắc mặt bọn họ mất tự nhiên. Bọn họ nhớ rõ vụ đánh bạc này. Về phần kết quả, một mình Dương Diệp đã đổ sát hơn 10 vạn yêu thú. Kết quả cần so hay sao? Dương Diệp lại nói.
Bởi vì chuyện Tử Nhi, cho nên ta đã quên việc lúc trước. Nhưng khá tốt, hiện tại muốn. Ta không thích người không tuân thủ hứa hẹn, cho nên, ta hy vọng các vị chủ động tuân thủ hứa hẹn, đừng để cho ta tới giám sát, bằng không khi đó sẽ rất khó coi. Còn nữa, Thương giáo tập, xử lý xong việc này, đến chỗ ta giặt quần áo. Nói xong, Dương Diệp mang theo mọi người đi về phía trước, chỉ chốc lát đã biến mất trong tầm mắt đám người Thương Thanh Ảnh. Nói xong, Dương Diệp mang theo mọi người đi về phía trước, chỉ chốc lát đã biến mất trong tầm mắt đám người Thương Thanh Ảnh. Dường như có cái nhìn với chúng ta. Một gã đệ tử nội viện bên cạnh Thương Thanh Ảnh trầm giọng nói. Có địch ý. Trong mắt Thương Thanh Ảnh có một tia phức tạp, nói. Tự nhiên là có địch ý. Yêu thú kia bị Bạch Lang cùng nam tử áo vàng tiên thủ vây công, nên khi đó ta ra tay, cho dù không cách nào cứu yêu thú kia, ít nhất cũng không làm cho yêu thú bị trọng thương đến tình trạng này. Việc này có thể trách ngươi sao? Đệ tử kia có phần bất bình nói. Lúc ấy giáo tập ngươi liên thủ bày trận với chúng ta, mà giáo tập ngươi lại là hạch tâm trận nhãn, khi đó ngươi căn bản không cách nào thoát thân. Nếu như hắn bởi vì việc này mà trách ngươi, ta thật sự là xem thường Diệp Dương hắn. Hắn không có trách ta. Thương Thanh Ảnh khẽ lắc đầu, nói. Ban đầu, quan hệ giữa nội viện và ngoại viện có chút cải thiện, mọi người không nói phi thường hòa thuận nhưng song phương không có căm thù nhau. Mà ta và hắn không nói là bằng hữu, nhưng ít ra cũng không tính là người xa lạ. Mà bây giờ, hắn nói ra việc đánh bạc, chính là muốn nói cho chúng ta biết, chúng ta trong lòng hắn không khác gì người ám viện. Không ai chọc ai, mọi người bình an vô sự. Nhưng nếu như chúng ta nhằm vào hắn, người sau lưng Thương Thanh Ảnh đã hiểu. Ban đầu bọn họ và ngoại viện có thể trở thành bằng hữu, nhưng hiện tại, hành vi của Dương Diệp chính là nói cho bọn họ biết, Dương Diệp ta không muốn trở thành bằng hữu với các ngươi. Ánh mắt Thương Thanh Ảnh nhìn vào phiến sơn mạch mênh mông bên ngoài, nói. Ngoài có địch, nội lại loạn, Vân Hải thành thật đáng lo. Đám người Dương Diệp còn chưa đi xa, một đám quân đội đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Nhóm quân đội này khoảng chừng ngàn người, trong đó, toàn bộ đều là tôn giả cảnh, cầm đầu chính là thành chủ Vân Hải thành Hách Liên Phong. Hách Liên Phong âm trầm nhìn Dương Diệp, nói. Trước kia tả tu nói Diệp Dương ngươi mắt không viện quy, làm việc tàn nhẫn, không kiêng nể gì cả, động một chút lại giết người, trước kia ta còn không tin, khi nói chuyện cũng có phần giữ lại. Nhưng hiện tại, ta không thể không tin, loại người như ngươi. Dương Diệp khoát khoát tay. Cắt lời của Hách Liên Phong, nói. Ngươi là ai? Hắn chính là thành chủ Vân Hải Thành. Đột nhiên Ngọc Vô Song nói với Dương Diệp. Dương Diệp nhìn sang, lúc này, Hách Liên Phong vừa chuẩn bị nói cái gì, Dương Diệp đã nói trước. Ta định một lúc nữa mới đi tìm người, không nghĩ tới người lại đến. Đã đến, vậy thì chớ đi, cũng đừng nói nhảm. Nói xong, cổ tay của Dương Diệp khẽ động, man thần kiếm xuất hiện trong tay. Thời điểm thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn, thân thể của Dương Diệp đã biến mất tại chỗ. Vào thời điểm Dương Diệp biến mất tại chỗ, đồng tử của Hách Liên Phong đã co rút lại, bản năng đối với nguy hiểm làm huyền khí trong người hắn hoạt động nhanh, sau đó hắn đã kết xuất huyền khí cháo bảo hộ bản thân mình. Phanh! Huyền khí cháo vừa kết thành, Hách Liên Phong đã cảm giác có lực lượng to lớn đánh lên người hắn, huyền khí cháo của hắn đã nứt ra, bản thân của hắn cũng bị lực lượng to lớn đẩy lùi về phía sau. Hắn vừa lùi đã lùi mấy trăm trượng. Trong mắt Hách Liên Phong sinh ra thần thái ngưng trọng. Trong mắt Dương Diệp cũng có một tia ngưng trọng, bởi vì hắn lúc này đã vận dụng tốc chi pháp tắc, nhưng đối phương vẫn có thể kịp phản ứng vào lúc mấu chốt. Ngươi vận dụng pháp tắc. Hách Liên Phong nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, những binh lính bên cạnh hắn cũng phục hồi tinh thần lại, sau đó bọn họ bao vây đám người Dương Diệp vào giữa. Dương Diệp không nói nhảm, hắn lại thi triển tốc chi pháp tắc. Thân thể hắn xuất hiện trước mặt Hách Liên Phong, sau đó man thần kiếm trong tay hắn chém xuống. Nhanh, tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức ở nơi này trừ Hách Liên Phong ta, đã không có bất kỳ người nào có thể thấy được quỹ tích hành động của Dương Diệp. Vào thời khắc Dương Diệp vừa ra tay, sắc mặt của Hách Liên Phong đã thay đổi, lúc này, hắn không có lựa chọn phòng thủ. Trong cơ thể hắn tuôn ra khí thế vô cùng kinh khủng, phía sau cổ khí thế này chính là hào quang màu trắng. Cả hai một trước một sau khuếch tán ra khắp bốn phía, cũng đã ngăn cản trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp không có dừng lại, hắn cầm man thần kiếm quét ngang một cái. Oanh! Một tiếng nổ vang,
khí thế và tia sáng trắng của Hách Liên Phong đều bị Dương Diệp đánh nát, mà lúc này, Hách Liên Phong đã xuất hiện cách đó vài trăm trượng, không chỉ như thế, chung quanh hắn còn có tia sáng trắng tán loạn. Sát! Hách Liên Phong còn chưa nói chuyện, những binh lính chung quanh hắn đã tấn công Dương Diệp. Xuy! Một đạo kiếm quang chém ngang qua, đầu của trên trăm binh sĩ bay ra ngoài, máu tươi bắn lên như suối. Tất cả mọi người lập tức dừng lại, không có người nào dám xông về phía trước. Một kiếm chém hơn trăm tôn giả. Những binh lính kia kinh hãi nhìn Dương Diệp, bọn họ kinh hãi không chỉ vì thực lực của Dương Diệp, còn có can đảm của Dương Diệp. Dương Diệp thật sự dám giết người, hơn nữa còn một lần giết nhiều người như vậy. Làm càn! Hách Liên Phong nhìn thấy cảnh này, hắn đã giận tím mặt, thân hình khẽ động, mang theo vô số tia sáng trắng lao tới tấn công Dương Diệp. Tốc độ của Hách Liên Phong cũng cực nhanh, vào lúc hắn vừa dứt lời, hắn đã xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, cùng lúc đó, những tia sáng kia đã bao phủ Dương Diệp. Rầm rầm rầm. Trong trận chiến sinh ra từng tiếng nổ lớn, từng tia sáng trắng không ngừng va chạm với kiếm khí, mọi người chung quanh hoảng hốt, bọn họ vội vàng lui nhanh về phía sau. Bọn họ ai sẽ thắng? Bên cạnh, đệ tử nội viện đứng gần Thương Thanh Ảnh trầm giọng hỏi. Diệp Dương. Thương Thanh Ảnh trả lời không chút do dự. Vì cái gì? Tên đệ tử kia khó hiểu nói. Hách Liên Thành chủ chính là bán thánh cao cấp, hơn nữa hắn đã là bán thánh cao cấp từ vài chục năm trước, mà Diệp Dương cũng chỉ là hoàng giả cảnh. Thương Thanh Ảnh không nói gì, đôi mắt của nàng vẫn nhìn chằm chằm vào trận chiến. Tiếp tục một hồi, trận chiến không còn âm thanh. Ánh sáng trắng tiêu tán, kiếm quang cũng biến mất. Dương Diệp cùng Hách Liên Phong xuất hiện trong tầm mắt mọi người, Dương Diệp vẫn đứng đấy, Hách Liên Phong đã nằm, trên người Hách Liên Phong là vết kiếm rậm rạp chẳng chịt, máu tươi không ngừng tràn ra khỏi người hắn. Trong khoảnh khắc, dưới thân Hách Liên Phong chính là một vũng máu nhỏ, nhưng hắn vẫn chưa chết. Thương giáo tập, mau ngăn cản hắn. Đệ tử bên cạnh Thương Thanh Ảnh vội vàng nói. Thương Thanh Ảnh lắc đầu, nói. Ta ngăn cản không được. Dương Diệp không có để ý tới Hách Liên Phong, mà là nhìn về phía Ngọc Vô Song, nói. Nhìn xem trong những người này có người nào vừa rồi xuất thủ với ngươi không? Ngọc Vô Song lúc này không có khuyên Dương Diệp, ánh mắt nàng nhìn những binh lính kia, sau đó vươn ngọc thủ bắt đầu chỉ. Mỗi lần Ngọc Vô Song chỉ vào người nào, sẽ có một đạo kiếm quang xẹt qua, sau đó là một cái đầu bay lên cao. Cứ như vậy, Ngọc Vô Song không ngừng chỉ, kiếm quang không ngừng xuất hiện. Không đến một hồi, nơi này đã có hơn 10 cái đầu máu tươi đầm. Đìa! Những binh lính kia không ngừng bỏ chạy, thậm chí còn không bỏ qua Hách Liên Phong. Huyết tinh, tàn nhẫn. Lúc đám người Thương Thanh Ảnh nhìn về phía Dương Diệp, trong ánh mắt đã mang theo kiêng kỵ thật sâu. Nếu như Dương Diệp chỉ là đơn thuần huyết tinh cùng tàn nhẫn, như vậy cũng không cái gì, nhưng trọng yếu nhất là thực lực của hắn còn rất khủng bố. Đối với loại người như Dương Diệp, hoặc trở thành bằng hữu, hoặc là nhất định phải một kích giết hắn, đừng cho hắn bất cứ cơ hội lật bàn nào. Bằng không cho hắn thời cơ lật bàn, hắn sẽ ra tay lấy mạng của ngươi. Mà bất kể là thành chủ Hách Liên Phong hay với ám viện, hiển nhiên đều không có năng lực lấy mạng của hắn, nhưng bọn họ vẫn lựa chọn làm địch nhân của Dương Diệp. Về phần về sau sẽ như thế nào, tình cảnh của Hách Liên chính là ví dụ tốt nhất. Dương Diệp cầm man thần kiếm chỉ vào mi tâm của Hách Liên Phong, sau đó nói. Các ngươi phải nhớ kỹ một điểm, làm người, nhân từ không phải là không thể được, nhưng nhớ lấy, nhân từ cũng cần xem đối tượng. Nếu như các ngươi nhân từ với kẻ địch của mình, như vậy nhân từ của các ngươi sẽ đổi lấy không phải mang ơn của địch nhân, mà là địch nhân điên cuồng trả thù. Cho nên, nếu thực lực cho phép, đối mặt với địch nhân, tốt nhất phải chém tận giết tuyệt, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nói xong, Dương Diệp đâm man thần kiếm xuống. Phanh! Đầu của Hách Liên Phong nổ tung, máu tươi văng khắp nơi. Thu kiếm, Dương Diệp nói. Ta đã gặp thiên tài cổ kiếm trai, cũng đã gặp thiên tài thanh đạo môn, hôm nay, ta cũng gặp thiên tài của Vân Hải Thư Viện. Lúc này, Thương Thanh Ảnh xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Diệp Dương, ta biết rõ ta không thể ngăn cản ngươi. Nhưng, Thương Thanh Ảnh chỉ vào đám người Ngọc Vô Song sau lưng Dương Diệp, nói. Ngươi cũng có nghĩ tới bọn họ hay không? Ta biết rõ, dùng thực lực của ngươi, nếu như ngươi buông tay giết, người ám viện căn bản không thể ngăn cản ngươi. Nhưng bọn họ thì sao? Ngươi mang bọn họ đi đồ sát người ám viện,
thư viện sẽ bỏ qua cho ngươi, sẽ bỏ qua cho bọn họ sao? Dương Diệp nhìn thẳng Thương Thanh Ảnh, nói. Nếu như đám người Phong Vũ Chiêu và Băng Vi chết, ngươi cảm thấy, thư viện sẽ đối đãi với ám viện thế nào? Có thể sẽ bắt người ám viện đền mạng không? Nói đến đây, Dương Diệp lắc đầu, nói. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không, không phải sao? Thương Thanh Ảnh trầm mặc, bởi vì nàng biết rõ, Dương Diệp nói là thật. Có lẽ người ám viện sẽ bị phạt, nhưng tuyệt đối sẽ không đền mạng. Thiên tài chết đi có thể so sánh với thiên tài còn sống hay sao? Dương Diệp đi đến trước mặt Thương Thanh Ảnh, nói. Đồng dạng, nếu ta đổ sát ám viện, có lẽ thư viện sẽ trừng phạt ta, nhưng tuyệt đối sẽ không giết ta. Nói xong, Dương Diệp không hề để ý tới Thương Thanh Ảnh, mang theo mọi người đi về hướng đệ tử ám viện tụ tập. Dương Diệp đúng là tàn nhẫn, cũng điên cuồng, nhưng hắn không ngốc. Giết người ám viện, không phải là không thể được, nhưng hắn nhất định phải làm cho những thánh giả của thư viện hiểu, một mình Dương Diệp hắn có thể vượt qua tất cả thiên tài của ám viện. Hoặc là nói, hắn muốn cho thánh giả thư viện hiểu, giá trị lợi dụng của hắn còn lớn hơn cả ám viện. Chỉ cần làm được điểm này, Vân Hải thư viện sẽ vĩnh viễn không giết hắn, nhiều lắm chỉ xử phạt hắn mà thôi. Nhưng cũng giống như vậy, nếu như Dương Diệp bị ám viện giết chết, Vân Hải thư viện cũng không giết người ám viện, cũng nhiều lắm chỉ xử phạt mà thôi. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không, không phải sao? Thương Thanh Ảnh trầm mặc, bởi vì nàng biết rõ, Dương Diệp nói là thật. Có lẽ người ám viện sẽ bị phạt, nhưng tuyệt đối sẽ không đền mạng. Thiên tài chết đi có thể so sánh với thiên tài còn sống hay sao? Dương Diệp đi đến trước mặt Thương Thanh Ảnh, nói. Dương Diệp nhìn thẳng Thương Thanh Ảnh, nói. Nếu như đám người Phong Vũ Chiêu và Băng Vi chết, ngươi cảm thấy, thư viện sẽ đối đãi với ám viện thế nào? Có thể sẽ bắt người ám viện đền mạng không? Nói đến đây, Dương Diệp lắc đầu, nói. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không, không phải sao? Thương Thanh Ảnh trầm mặc, bởi vì nàng biết rõ, Dương Diệp nói là thật. Có lẽ người ám viện sẽ bị phạt, nhưng tuyệt đối sẽ không đền mạng. Thiên tài chết đi có thể so sánh với thiên tài còn sống hay sao? Dương Diệp đi đến trước mặt Thương Thanh Ảnh, nói. Đồng dạng, nếu ta đổ sát ám viện, có lẽ thư viện sẽ trừng phạt ta, nhưng tuyệt đối sẽ không giết ta. Nói xong, Dương Diệp không hề để ý tới Thương Thanh Ảnh, mang theo mọi người đi về hướng đệ tử ám viện tụ tập. Dương Diệp đúng là tàn nhẫn, cũng điên cuồng, nhưng hắn không ngốc. Giết người ám viện, không phải là không thể được, nhưng hắn nhất định phải làm cho những thánh giả của thư viện hiểu, một mình Dương Diệp hắn có thể vượt qua tất cả thiên tài của ám viện. Hoặc là nói, hắn muốn cho thánh giả thư viện hiểu, giá trị lợi dụng của hắn còn lớn hơn cả ám viện. Chỉ cần làm được điểm này, Vân Hải thư viện sẽ vĩnh viễn không giết hắn, nhiều lắm chỉ xử phạt hắn mà thôi. Nhưng cũng giống như vậy, nếu như Dương Diệp bị ám viện giết chết, Vân Hải thư viện cũng không giết người ám viện, cũng nhiều lắm chỉ xử phạt mà thôi. Đây là nhân tính, tất cả đều là lợi ích chí thượng. Nhưng nếu như thư viện truy cứu thì sao? Lúc này, đột nhiên Thương Thanh Ảnh lớn tiếng nói với bóng lưng của Dương Diệp. Trời đất bao la, nơi nào không phải là nhà. Giọng nói của Dương Diệp từ xa truyền tới. Thân thể mềm mại của Thương Thanh Ảnh khẽ run lên, nàng hiểu. Dương Diệp đã làm tốt ý định xấu nhất, nếu như Vân Hải thư viện truy cứu hắn, hoặc là muốn hắn chết, hắn sẽ rời khỏi Vân Hải thư viện. Nếu như là đệ tử bình thường, cho dù hắn muốn rời đi cũng không có biện pháp rời đi, ở trước mặt thánh giả, người một hoàng giả cảnh có thể trốn chỗ nào. Nhưng là Dương Diệp lại khác. Dương Diệp đến từ cổ kiếm trai, Vân Hải thư viện có thể trừng phạt Dương Diệp, nhưng tuyệt đối không thể giết Dương Diệp, nếu như Vân Hải thư viện muốn giết Dương Diệp. Cổ kiếm trai nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến. Khi đó, thư viện không chỉ tổn thất một siêu cấp thiên tài, còn có thể đắc tội một siêu cấp thế lực. Dưới loại tình huống này, đắc tội cổ kiếm trai là hành vi cực kỳ không sáng suốt. Nhìn bóng lưng Dương Diệp, bỗng nhiên Thương Thanh Ảnh cười khổ, nói. Thì ra, người đã nghĩ kỹ tất cả. Ám viện trấn thủ cửa thành Bắc. Cửa thành Bắc chỉ có 30 người trấn thủ, 30 người này đều là đệ tử ám viện. Đối mặt vô số đàn sói tấn công tường thành, ám viện bằng vào 30 người này giữ vững thành trì, kỳ thật thực lực của bọn họ khủng bố cỡ nào. Ám viện dám bỏ qua Dương Diệp, không phải nói bọn họ không coi ai ra gì, mà là bọn họ có lòng tin như vậy. Phải nói, trừ thánh giả ra, bọn họ có lòng tin ngăn cản bất cứ kẻ nào,
cho dù đó là thiên tài như Lâu Thiên Tiêu, bọn họ cũng có lòng tin. Trên tường thành cửa thành Bắc. So sánh với cửa chính, người trên tường thành cửa thành Bắc ít đi rất nhiều. Phóng nhãn nhìn khắp nơi, trên tường thành chỉ có 30 người mà thôi. Mà ở dưới cửa thành thành Bắc là thi thể của vài chục vạn con sói. Tả tu, bọn họ đến. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Nghe vậy, tả tu đang ngồi trên tường thành cũng mở mắt ra, trong mắt bắn ra một tia sáng lạnh lẽo. Hắc hắc, đúng là can đảm. Một nam tử mặc áo choàng đen cười cười, nói. Không thể không nói, giáo tập ngoại viện này thật can đảm, hắn đã dám tới thì đừng khách khí. Các ngươi nói hắn nên chết như thế nào? Chử sư nguyên, chớ khinh thường, người này không đơn giản. Tả tu đứng dậy, ánh mắt nhìn ra xa, nói. Người này có thể được viện trưởng nhìn chúng, thông báo tuyển dụng làm giáo tập ngoại viện, việc này đã chứng minh bản thân hắn khẳng định có chỗ đặc thù. Hơn nữa, nghe nói sở dĩ của chính có thể trả giá nhỏ nhất giữ vững tới bây giờ toàn bộ là vì hắn. Chúng ta có thể có lòng tin, nhưng không thể khinh địch. Nam tử tên là Chử Sư Nguyên cười khẽ, nói. Tả tu, người càng sống càng thụt lùi. Đừng nói đối phương chỉ là một hoàng giả cảnh, cho dù là Lục Uyển Nhi đến thì sao, 30 người chúng ta liên thủ, Hassan phải sợ sao? Mà Diệp Dương này chỉ là hoàng giả cảnh mà thôi, chúng ta cần phải nghiêm túc như vậy sao? Không, phải nói, hắn có đáng để chúng ta nghiêm túc hay không? Chử huynh nói đúng. Một nam tử cầm dao găm trong tay nói. Nếu như ám viện chúng ta bị một hoàng giả cảnh đánh CBI, mọi người chúng ta nên đi tìm chỗ tự sát cho xong. Tả tu liếc mắt nhìn nam tử chơi dao cùng Chử Sư Nguyên, nói. Lôi Thương Hình, Chử Sư Nguyên, ta biết rõ các ngươi rất có lòng tin vào chính mình, nhưng mà, Diệp Dương thật sự không đơn giản như các ngươi nhìn thấy. Người này lai lịch thần bí, thực lực càng thần bí. Biết không, trước kia ở cửa thành, hắn dùng thực lực một người đổ sát mấy chục vạn yêu thú, càng dùng sức một mình giết một gã bán thánh cao cấp. Trọng yếu nhất là, hắn còn nắm giữ tốc chi pháp tắc. Hơn nữa bản thân còn có kiếm ý thiên giai tam trọng. Nghe được tả tu nói, nụ cười khinh thường trên mặt các đệ tử ám viện đã thu liễm rất nhiều. Bất kể là kiếm ý thiên giai tam trọng hay tốc chi pháp tắc, bọn họ đều không dám khinh thường. Đặc biệt là này tốc chi pháp tắc, cho dù là bọn họ cũng phải đối đãi thận trọng. Hắn thật sự dùng lực lượng một người đồ sát mấy chục vạn yêu thú. Có đệ tử hỏi, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Chử Sư Nguyên suy cười một tiếng, nói. Cho dù là thiên phàm cũng không làm được, hắn chỉ là hoàng giả cảnh có thể làm được hay sao? Nam tử chơi dao Lôi Thương Hình cũng nói. Giết yêu thú nhất định là có, khẳng định không có vài chục vạn, đoán chừng cũng chỉ có mấy vạn. Sở dĩ truyền thành hơn mấy chục vạn, hơn phân nửa là nghe nhầm đồn bậy. Nói đến đây, đột nhiên hắn nhìn về phía Diệp Tài Ưng, nói. Tiểu Ưng, người cùng đã giao thủ với hắn. Ngươi hiểu thực lực của hắn, nói đi. Nghe vậy, Diệp Tài Ưng nheo mắt, trầm ngâm một lát, hắn cười lạnh nói. Thực lực của ta không bằng hắn, nhưng sở dĩ ta thua ở hắn, cũng không hoàn toàn vì thực lực không bằng hắn. Lúc ấy ta quá khinh địch, tăng thêm hắn lại đánh lén, cho nên ta mới thua hắn nhanh như thế. Nói đến đây, hắn nhìn mọi người, nói. Một đấu một, hắn có thể thắng nhiều người trong chúng ta, dù sao hắn lĩnh ngộ pháp tắc. Nhưng muốn nói hắn có thể dùng lực lượng một người đánh bại tất cả chúng ta, có thể sao? Ta cảm thấy chúng ta nên thảo luận giết hắn thế nào mới tốt. Một gã đệ tử ám viện nói. Ta cũng cảm thấy như thế, trong khoảng thời gian này, ám viện chúng ta có chút ít xuất hiện, bởi vậy có vài người cảm thấy chúng ta dễ khi dễ. Lúc này, nên dùng tên giáo tập ngoại viện và đám ngoại viện kia để giết gà dọa khỉ, tránh sau này có người lại chọc ám viện chúng ta. Lần này nên lập uy. Chử Sư Nguyên nhìn về phía tả tu, thấy gương mặt tả tu vẫn mang theo một tia ngưng trọng, hắn cười cười, nói. Tả tu, cẩn thận là đúng, nhưng cẩn thận quá độ là nhát gan. Tả tu khẽ lắc đầu, nói. Cẩn thận đi thuyền vạn năm, bố trí đại trận, không, lại bố trí trọng lực trận. Tùy ngươi. Chử Sư Nguyên nhún nhún vai, sau đó nói. Các ngươi nói. Lát nữa nên giết Diệp Dương và đám ngoại viện tiểu như thế nào? Trước kia nghe nói hắn thích đóng đinh người khác lên tường thành, chúng ta cũng nên cho hắn và đám đệ tử của hắn nếm thử cảm giác đó. Lôi Thương Hình nói, như thế rất tốt.
Chử Sư Nguyên cười nói. Ta cũng cảm thấy rất tốt. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên bên tai mọi người. Yên tâm, ta sẽ cho các ngươi nếm thử tư vị đó. Tả Tu nhìn sang, huyền khí trong cơ thể rung động, nói. Đệ tử ám viện nghe lệnh, chuẩn bị giết người. Dưới tường thành, trên đường xa xa, Dương Diệp và đệ tử ngoại viện xuất hiện trong tầm mắt đám người Tả Tu. Đó là Diệp Dương, ta thấy không có gì đặc biệt, để cho ta tới trước chiếu cố hắn. Một gã đệ tử ám viện điểm mũi chân xuống đất, hắn bay lên cao như diều hâu, trên không trung, nam tử gầm lên giận dữ, hắn hóa thành hào quang bay thẳng về phía Dương Diệp. Lúc sắp tới trước mặt Dương Diệp, nam tử biến tay thành trào và gầm lên một tiếng, hắn muốn bóp cổ Dương Diệp. Xuy, sắc mặt mọi người ngưng trọng. Bởi vì đệ tử ám viên cường đại vượt qua bọn họ tưởng tượng, giống như người này, tại nơi này trừ Dương Diệp ra, chỉ sợ không có người nào là đối thủ của hắn. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là cảnh giới của bọn họ quá thấp. Nhìn nam tử xuất trảo đánh tới, sắc mặt Dương Diệp không thay đổi, cổ tay khẽ động, man thần kiếm xuất hiện trong tay, sau đó hắn nhảy lên. Phanh! Một tiếng trầm đục, một tiếng kêu rên. Nụ cười thản nhiên trên mặt nam tử biến mất không thấy gì nữa, trong ánh mắt của tất cả mọi người, tên nam tử kia đã bay ra ngoài, sau một khắc, Dương Diệp đã xuất hiện trên đỉnh đầu của nam tử, sau đó hắn đá một cước vào đầu của đối phương. Phanh! Đầu của nam tử nổ tung, thân thể hắn rơi xuống đất. Phanh! Mặt đất run lên kịch liệt, nam tử kia biến thành một bãi thịt nát. Phanh! Man thần kiếm trong tay Dương Diệp đặt lên mặt đất rung động mạnh, sau đó từng khe hở thô to như cánh tay lan ra khắp nơi, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn đám người Tả Tu trên tường thành, nói. Từng tên xông lên hay cùng tiến lên. Tĩnh, phi thường yên tĩnh. Trên tường thành, đám người Tả Tu không nói gì, trong mắt bọn họ đều xuất hiện thần thái ngưng trọng. Người trong nghề vừa ra tay đã biết có hay không. Tên đệ tử kia là bán thánh, thực lực của hắn xem như mạt lưu trong bán thánh của ám viện, nhưng đó cũng là bán thánh. Nhưng một gã cường giả bán thánh như vậy lại bị miểu sát. Nếu như bọn họ lúc này còn khinh địch, chỉ có thể nói bọn họ quá ngốc. Tả Tu liếc mắt nhìn Diệp Tài Ưng, ánh mắt hắn biến thành lạnh lùng, nam tử bị miểu sát có thực lực không kém gì Diệp Tài Ưng, đối phương vừa đánh đòn phủ đầu đã miểu sát, nói cách khác, Diệp Tài Ưng vừa nói dối. Sắc mặt Diệp Tài Ưng cực kỳ khó coi, hắn lúc nãy nói giáo tập ngoại viện Diệp Dương đánh lén và hắn khinh địch, hiện tại lời nói dối bại lộ, từ đó hắn càng lúng túng với những đệ tử ám viện khác. Đơn đả độc đấu hay cùng lên? Lôi Thương Hình nói. Chử Sư Nguyên nói. Cho ta thử xem, nếu như ta bại, không muốn tại cùng hắn đơn đả độc đấu, toàn diệt bọn họ. Nói xong, Chử Sư Nguyên đạp lên mặt đất, hắn lướt qua tường thành tới trước mặt Dương Diệp, nói. Không thể không nói, chúng ta thật sự xem thường ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, hiện tại chúng ta sẽ không. Nói xong, hắn nhìn đám người Ngọc Vô Song, nói. Ám viện chúng ta không gây chuyện, vừa gây chuyện, cả thư viện cũng phải run rẩy với chúng ta. Từ hôm nay trở đi, trong 3 năm, tương lai, thư viện sẽ không có ngoại viện. Vừa dứt lời, trong người hắn tỏa ra khí thế kinh khủng, khí thế giống như mấy ngọn núi cao ép thẳng về phía Dương Diệp. Ta cũng không gây chuyện, ta vừa gây chuyện, cả trời cũng run rẩy. Dương Diệp cũng nói với Chử Sư Nguyên. Từ hôm nay trở đi, thư viện trong 3 năm tương lai, sẽ không còn ám viện. Vừa dứt lời, kiếm ý thiên giai tam trọng tuôn ra khỏi cơ thể Dương Diệp. Khí thế của Chử Sư Nguyên lập tức tan thành mây khói. Kiếm ý thiên giai tam trọng. Chử Sư Nguyên không dám khinh thường, cổ tay khẽ động, một cây búa xuất hiện trong tay hắn, hắn lao tới tấn công Dương Diệp. Dương Diệp trực tiếp thi triển tốc chi pháp tắc, nhưng lúc này, tốc độ của hắn lại cực chậm, còn không bằng thời điểm hắn không dùng pháp tắc. Dương Diệp ngừng tại chỗ, ánh mắt hắn nhìn bốn phía, nói. Còn có trận pháp khắc chế pháp tắc của ta. Không thể không nói, trận pháp của các ngươi rất không tồi. Chờ tí nữa ta sẽ cho ngươi biết, chúng ta không chỉ có trận pháp không tệ. Khi Chử Sư Nguyên vừa dứt lời, cây búa trong tay hắn bổ mạnh về phía Dương Diệp, cây búa của Chử Sư Nguyên đã tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp nắm man thần kiếm đang chuẩn bị huy kiếm, nhưng hắn lại phát hiện, man thần kiếm của hắn lúc này còn nặng hơn trước rất nhiều, không chỉ có như thế, trên người hắn như có ngọn núi lớn đè xuống. Hắn hành động rất chậm chạp. Bởi vậy,
Cây búa của Trử Sư Nguyên đã đánh tới trước ngực của Dương Diệp. Phanh! Một tiếng nổ vang, cây búa chém thẳng vào người Dương Diệp, nhưng mà Dương Diệp lại không chút sứt mẻ, trên người hắn không có dấu hiệu bị thương. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đám người tà tu thay đổi, hiển nhiên, mọi người thật không ngờ thân thể Dương Diệp đã mạnh tới mức này. Sắc mặt của Trử Sư Nguyên càng ngưng trọng. Dương Diệp không có để ý ánh mắt của Trử Sư Nguyên, hắn đang đánh giá bốn phía, hy vọng có thể tìm được mắt trận, phá vỡ trận pháp. Hắn lúc này đã hiểu vì sao ám viên chỉ có 30 người lại thủ vững của thành Bắc, bởi vì có trận pháp. Ở trong trận pháp này, thực lực đối thủ có thể phát huy ra 3-4 thành là tốt lắm rồi. Nhưng hắn thất vọng, hắn trừ cảm giác hiệu quả của trận pháp ra, hắn cũng không có phát hiện có dấu vết trận pháp, đã không có phát hiện, tự nhiên không cách nào bài trừ. Dương Diệp cau mày, hắn cũng không phải để ý trận pháp nữa, từ trận pháp này giúp hắn hiểu ra, đó chính là, pháp tắc có thể bị khắc chế. Nghĩ lại cũng phải, thế gian đều có tương sinh tương khắc, pháp tắc cũng có thể bị khắc chế, việc này không quá kỳ lạ. Nếu như người muốn phá trận, vậy người nên bỏ qua tâm tư này. Lúc này, tả tu mang theo đệ tử ám viên nhảy ra khỏi tường thành, đi tới bên cạnh Trử Sư Nguyên, nói. Trận pháp này là trận pháp cao cấp do viện trưởng mang từ Trung Thổ Thần Châu đến, nếu như do đám người viện trưởng thi triển, ngay cả thánh giả cũng có thể trấn áp. Dù chúng ta thi triển không bằng đám người viện trưởng, nhưng cũng không phải một hoàng giả cảnh như người có thể phá vỡ. Để một mình ta tới. Trử Sư Nguyên nhìn về phía tả tu. Tả tu lắc đầu, nói. Kiếm đạo của người này quá sắc bén, thân thể có thể sánh ngang yêu thú bán thánh cao cấp, lại có hát tốc chi pháp tắc. Cho dù có trận pháp trấn áp, người cũng không làm gì được hắn, thậm chí nói không chừng còn cũng bị hắn phản giết. Ngươi xem thường ta như vậy. Trử Sư Nguyên trầm giọng nói. Tả tu liếc mắt nhìn Trử Sư Nguyên, nói. Ngươi lựa chọn chiến đấu công bằng với hắn, ta lập tức cho ngươi đấu. Nếu chiến đấu không công bằng, cứ để nó không công bằng đích. Bằng không thì, cho dù ngươi thắng cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì không có trận pháp áp chế, ngươi căn bản không phải đối thủ của hắn. Triệt tiêu trận pháp, ta muốn đấu với hắn. Trử Sư Nguyên hung dữ nói. Tả tu nhìn Trử Sư Nguyên, nói. Không có trận pháp áp chế, hắn bằng vào tốc chi pháp tắc miểu sát ngươi, không chỉ có miểu sát ngươi, thậm chí trong tình huống chúng ta không kịp phản ứng đã giết rất nhiều người của chúng ta. Nói đến đây, thần sắc tả tu âm trầm, nói. Thiên phàm trước khi bế quan đã bảo ta phụ trách công việc của ám viện, ngươi hiện tại không nghe lệnh, đừng trách ta vô tình. Sắc mặt Trử Sư Nguyên lạnh lẽo, hắn đang muốn nói chuyện, Lôi Thương Hình đã nói. Tốt, chuyện nội bộ nên giải quyết sau. Hiện tại, cần phải giải quyết giáo tập ngoại viện này, còn có những tiểu tạp chủng ngoại viện kia. Tư sắc nữ đệ tử ngoại viện thật không tệ. Diệp Tài Ưng nói. Quả thật không tệ, hắc hắc. Ánh mắt Công Tôn nhìn lên người đám người Lý Thanh Y, nói. Tả tu đại ca, chờ tí nữa đừng giết nữ nhân được chứ. Chờ chúng ta hảo hảo chơi đùa, sau đó lại giết các nàng. Bằng không quá đáng tiếc, hắc hắc. Lôi Thương Hình nhìn đám người Ngọc Vô Song, sau đó hắn nói. Nếu những người này là địch nhân của chúng ta cũng không cần đối đãi bọn chúng như học đệ học muội. Nói đến đây, Lôi Thương Hình cười tà dị, nói. Cho nên, lát nữa lưu các nàng một mạng, chúng ta sẽ dạy các nàng biết cách làm nữ nhân. Có thể, Trử Sư Nguyên nói. Tả tu nhìn đám người Lý Thanh Y, sau đó nói. Vậy thì giữ đi. Nghe vậy. Các đệ tử ám viện còn lại lập tức cười hắc hắc. Nói xong chưa? Lúc này, Dương Diệp mở miệng. Ánh mắt tả tu nhìn lên người Dương Diệp, hắn mỉa mai nói. Ta biết thực lực của ngươi cường hãn, đơn đả độc đấu, có lẽ ngay cả ta cũng chiến tuy ngươi. Thì tính sao, có trận pháp chậm chạp và trận pháp trọng lực, đừng nói ngươi, cho dù 10 ngươi cũng chỉ có bị đổ sát. Nhưng ngươi yên tâm, đợi tí nữa ta sẽ không cho ngươi chết nhanh như thế. Ta sẽ cho ngươi tận mắt nhìn kết cục của các nữ đệ tử này, sau đó lại chậm rãi giết chết ngươi. Dương Diệp gật đầu, ánh mắt nhìn lên thân đám người tả tu một vòng, sau đó nói. Thì ra, tự tin của các ngươi đến từ chính trận pháp này. Thật sự là buồn cười, cũng đáng buồn. Nói xong, Dương Diệp tiến lên phía trước một bước. Oanh! Không gian chung quanh nổ lớn, sau đó có vô số linh khí xuất hiện giống như xương trắng bao phủ mọi người. Trận pháp bị phá.
Đám người tà tu như hóa đá. Đám ám viện thi triển trận pháp rất lợi hại, không có dấu vết, dù cho dùng thực lực của Dương Diệp cũng không cách nào phát hiện. Nhưng cho dù lợi hại, ở trong kiếm vực, nó vẫn phải hiện nguyên hình. Sau khi thi triển xuất kiếm vực, Dương Diệp lập tức phát hiện trận pháp này. Đã có thể phát hiện, bằng vào kiếm tâm thông minh thấy rõ, hắn lập tức tìm ra sơ hở của trận pháp. Nếu như là người khác, cho dù phát hiện trận pháp cũng không nhất định có thể phá vỡ trận pháp, dù sao trận pháp này vẫn cực kỳ cao minh. Nhưng đáng tiếc là Dương Diệp đang ở trong trận pháp này. Kiếm tu, một kiếm phá vạn pháp. Những lời này cũng không phải tùy tiện nói. Vào thời khắc trận pháp bị phá hư, Dương Diệp đã biến mất. Xuy, một cột máu phóng lên trời, sau đó một đầu người bay lên cao, đây là vì đầu của Lôi Thương Hình. Vào lúc đầu hắn bay lên cao, trong mắt hắn còn mang theo thần sắc khó có thể tin cùng vẻ nghi hoặc. Nghi hoặc vì cái gì Dương Diệp có thể phá trận, khó có thể tin là bản thân hắn không đỡ nổi một chiêu. Đám người ám viện không phải phế vật, sau khi Lôi Thương Hình bị miểu sát, mọi người mới phục hồi tinh thần lại. Đều xuất thủ, sát. Tả tu quát lớn, mọi người lập tức thi triển ra huyền khí cháo, sau đó một đám điên cuồng tấn công Dương Diệp. Tuy đám người ám viện ra tay trong lúc bối rối, nhưng cũng không lộn xộn, trái lại, mọi người phối hợp còn rất tốt, có người đánh bọc hai bên, có người đánh chính diện. Song khi bọn họ ra tay, cả đám kinh hãi phát hiện, bọn họ không nhìn thấy bóng dáng của Dương Diệp. Xuy. Lúc này, một gã ám viện đệ tử bị chém giết, đầu của hắn bay lên cao. Cái đầu này còn chưa rơi xuống, đầu của đệ tử bên cạnh cũng bị chém bay. Tốc chi pháp tắc khủng bố cỡ nào? Lúc trước Dương Diệp không ỷ vào thân thể cường hãn, chính hắn đã bị nam tử kia miểu sát, sở dĩ hắn có thể chiến thắng nam tử kia, trừ bản thân thực lực của hắn ra, còn có một tia may mắn. Nếu như không phải nắm giữ kiếm vực, nếu như không phải thân thể hắn đã khôi phục, hắn đã chết từ lâu rồi. Mà những đệ tử ám viện này, bọn họ sẽ không may mắn như vậy. Không đến 5 giây, hơn 10 đệ tử ám viện đều bị giết, nơi này bị máu tươi đầm đìa bao phủ. Dương Diệp không chỉ có tốc chi pháp tắc, còn có kiếm ý thiên giai tam trọng, khi cả hai phối hợp với nhau, ở nơi này không ai có thể ngăn cản một kiếm của hắn. Ám viện có rất nhiều người, đúng là rất mạnh, nhưng so với Dương Diệp. Trong mắt Dương Diệp, những người này đều là đám trẻ con chưa thấy qua các mặt xã hội. Rút lui. Trong tràng, đột nhiên tả tu quát lớn, hắn vừa dứt lời, chợt hắn cảm thấy trước mắt xuất hiện bóng đen. Trong nội tâm tả tu hoảng hốt, hắn muốn lui lại, lúc này, hắn cảm giác cổ của mình mát lạnh, hắn ngưng mắt quan sát, chẳng biết lúc nào, cổ của hắn xuất hiện một thanh kiếm, mà người nắm chuôi kiếm chính là Dương Diệp. Những người khác muốn chạy trốn cũng dừng lại, mọi người nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Lúc này, trong mắt bọn họ chỉ có kiêng kỵ và sợ hãi. Lúc này đây, bọn họ mới hiểu được giáo tập ngoại viện này khủng bố cỡ nào. Lúc này đây, bọn họ mới hiểu hành động của mình lúc trước ngây thơ cỡ nào. Lúc này đây, bọn họ biết rõ ám viện xong rồi. Tả tu hít sâu một hơi, nhìn thẳng Dương Diệp, nói. Chúng ta thua, giết đi. Giết đi. Dương Diệp khẽ cười một tiếng, nói. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Nói thực, kỳ thật ta chưa bao giờ xem các ngươi là đối thủ, biết tại sao không? Bởi vì các ngươi không xứng làm đối thủ của ta. Diệp Dương, muốn giết cứ giết, cần gì sỉ nhục chúng ta như thế? Lúc này, một gã đệ tử ám viện tức giận nói. Xuy, một đạo kiếm quang xuất hiện, đầu của tên đệ tử này bay lên cao. Các đệ tử ám viện còn lại biến sắc, bọn họ lui về sau một bước. Dương Diệp nhìn mọi người, nói. Thấy sao, ta muốn giết các ngươi giống như giết chết một con kiến mà thôi. Ngươi nói, các ngươi có đáng làm đối thủ của ta không? Các ngươi không xứng, nói thực, trước khi tới đây ta suy nghĩ một việc, ta nên giết các ngươi hay nên giáo huấn các ngươi? Nói đến đây, Dương Diệp cười khẽ, nói. Biết không, lúc đi tới cửa thành, ta đã bỏ đi suy nghĩ muốn giết các ngươi. Không bởi vì các ngươi. Cũng không phải bởi vì ta đột phát thiện tâm, mà là vì những đệ tử ngoại viện phía sau ta, ta không hy vọng bọn họ cũng giống như ta, vừa tiến vào thư viện đã gây thù hằn bốn phía. Ta không sao cả, nơi này không lưu ta, sẽ có nơi lưu ta. Nhưng bọn họ lại khác, nơi này là căn cơ của bọn họ, là nhà của bọn họ sau này. Cho nên, trước đó ta quyết định giáo dục các ngươi mà thôi.
Nhưng mà... Nói đến đây, Dương Diệp lại cười nói. Nhưng ta không nghĩ tới, các ngươi lại đánh chủ ý lên bọn họ. Hơn nữa, còn muốn đánh chủ ý lên đám người Vô Song. Nói thực ra, khi nghe các ngươi muốn lăng nhục Vô Song các nàng, biết không? Ta lúc ấy thật sự hận không thể tát vào mặt các ngươi, biết tại sao không? Bởi vì, ta không thể giả vờ ngớ ngẩn. Địch nhân, cho dù còn chưa thật sự trở thành địch nhân, nhưng chỉ cần đối phương có xu thế trở thành địch nhân, ta nên chảm. Tận, giết, tuyệt. Nói xong. Xùy. Trong ánh mắt của mọi người, cái đầu của Tả Tu bay lên cao. Hôm nay, ám viện, một cũng không lưu. Dương Diệp vừa dứt lời, hắn đã biến mất tại chỗ. Xùy. 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 Sau đó là từng cái đầu người ám viện bay lên cao. Bên cạnh, đám người Ngọc Vô Song nhìn thấy cảnh này vừa hưng phấn vừa khẩn trương. Hưng phấn là HB ơi vì Dương Diệp báo thù thay mọi người, khẩn trương là vì bọn họ lâm vào tình thế nguy hiểm. Cho dù viện trưởng Vân Hải Thư viện xem trọng Dương Diệp thế nào, cũng sẽ không bỏ qua Dương Diệp DP. Không chỉ có viện trưởng Vân Hải Thư viện, những cao tầng còn lại của Vân Hải Thư viện cũng sẽ không bỏ qua. Ngọc Vô Song hít sâu một hơi, quay người nhìn về phía đám người Hách Sơ Cất Bác, nói. Các ngươi cũng nghĩ như ta. Mọi người gật gật đầu. Ngọc Vô Song gật gật đầu, nói. Nếu như Vân Hải Thư viện không dung nạp hắn, chúng ta sẽ đi cùng hắn, nhưng làm thế các ngươi sẽ mất rất nhiều, địa vị, thanh danh, thậm chí là tánh mạng. Bởi vì, Thư viện có thể sẽ không cho chúng ta đi. Vô Song tiểu thư, ngươi đừng nói. Lúc này, Lý Mậu Trinh nói. Mọi người còn đứng ở chỗ này, việc này đã chứng minh tất cả mọi người có quyết định. Hắn như sống, chúng ta sống. Hắn mà chết, chúng ta cùng chết. Hắn sống, chúng ta cùng sống. Hắn mà chết, chúng ta cũng chết. Đây là giọng nói của vô số đệ tử ngoại viện. Thương giáo tập, ám viện, xong rồi. Một gã đệ tử nội viện nhìn thấy đầu người đầy đất, hắn thấp giọng lẩm bẩm, thân thể của hắn đang run rẩy. Không chỉ có hắn, ngay cả những đệ tử nội viện sau lưng hắn cũng thế. Nếu như, hắn có thể chính thức tán thành thư viện, trở thành một phần tử chính thức của thư viện. Đối với thư viện mà nói, chưa hẳn không phải phúc. Thương Thanh Ảnh nói thầm. Dương Diệp rất tàn nhẫn, hung ác, huyết tinh, nhưng hắn lại rất tốt với người mình, từ thái độ của người ngoại viện có thể thấy được. Nếu như Dương Diệp thực sự trở thành người của thư viện, hắn có cảm giác tán thành thư viện. Dùng thiên phú cùng tiềm lực của hắn, tương lai nhất định siêu việt thượng quan Vân Hải, thậm chí... Nói không chừng hắn có thể dẫn đầu thư viện thoát khỏi Thanh Châu. Dùng tính cách chơi liều của Dương Diệp, tăng thêm thiên phú cùng tiềm lực của hắn, đây không phải việc không thể nào. Nhưng điều kiện tiên quyết là Dương Diệp phải có lòng trung thành với thư viện, hơn nữa Dương Diệp còn có thể sống sót. Dương Diệp là người của Cổ Kiếm Trai, có thánh giả bảo hộ, nhưng nàng rất rõ ràng, trong Vân Hải Thư viện, thánh giả thư viện, đặc biệt là viện trưởng, nếu muốn giết Dương Diệp, Cổ Kiếm Trai không ngăn cản được. Trừ phi tổ sư Cổ Kiếm Trai đích thân tới, không phải ý thức hàng lâm, mà là chân thân hàng lâm. Trong tràng, tất cả người ám viện đều chết, đầu của bọn họ đều bị cắt bỏ. Máu tươi bao phủ mặt đất. Còn chưa xong, Dương Diệp đóng đinh thi thể đệ tử ám viện lên tường thành cửa bắc. Nhìn đầu người và thi thể trên tường thành, Dương Diệp thở nhẹ một hơi, nói. Hiện tại, ám viện không còn. Tốt, tốt, rất tốt, phi thường tốt, Diệp Dương. Ngươi còn hung ác hơn ta suy nghĩ, ngươi thật ác độc. Đúng lúc này, đột nhiên phía chân trời có tiếng nói truyền tới. Ta cần một lý do không giết ngươi, bằng không thì, hôm nay, cho dù tổ sư Cổ Kiếm Trai đích thân tới cũng không giữ được ngươi. Giọng nói này giống như núi lửa bộc phát. Đây là giọng nói của viện trưởng. Sắc mặt đệ tử ngoại viện xám như cho tàn. Cho ta một lý do không giết ngươi. Vào lúc nghe thấy lời của viện trưởng. Ngọc Vô Song nao nao, trong nội tâm thở ra một hơi, hiện tại nàng đã thả lỏng rất nhiều. Nếu như viện trưởng thật muốn giết Dương Diệp, hắn căn bản sẽ không nói những lời này, mà là trực tiếp động thủ. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, mà lại yêu cầu Dương Diệp cho hắn một lý do không giết. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu viện trưởng không muốn giết Dương Diệp. Nhưng mà, hắn lại không thể buông tha Dương Diệp như thế. Bằng không thì, hắn làm sao phục chúng? Cho nên, hắn cần một lý do làm tất cả mọi người tin phục. Nếu như Dương Diệp không xuất ra lý do như vậy,
Ngọc Vô Song không có suy nghĩ khả năng này, nàng chỉ biết là, Dương Diệp lúc này có một đường sinh cơ. Phía chân trời truyền tới giọng nói của viện trưởng, nhưng viện trưởng và thánh giả của Vân Hải Thư Viện vẫn không xuất hiện. Phía chân trời vẫn mông lung, HBI lực lượng thần bí che lấp. Nói cách khác, lúc này đám người viện trưởng vẫn đang kịch chiến với thánh giả của Thiên Lang Sơn Mạch. Muốn lý do giao. Dương Diệp đi tới cửa thành Bắc, sau đó ngẩng đầu nhìn không trung, nói. Giờ phút này, cửa thành Bắc do ta thủ, giờ phút này, cho tác thời gian 3 năm, ta sẽ bồi dưỡng ra một đám thiên tài mạnh hơn đám người tả tu, giờ phút này, ta đến sáng tạo tương lai thư viện, giờ phút này, Bạch Lộc Thư Viện thi đấu do ta đi đánh. Những thứ này, đủ chưa? Tĩnh. Chân trời yên tĩnh, nơi này cũng yên tĩnh. Dương Diệp nói rất cuồng, thậm chí có thể nói thành tự cho là đúng. Nhưng mà, giờ này khắc này, mọi người không cho rằng hắn nói sai. Dù sao, thực lực Dương Diệp rõ như ban ngày, còn có tiềm lực, phải biết rằng, lúc này Dương Diệp chỉ là hoàng giả cảnh, nếu như hắn tấn thăng đến bán thánh, hoặc là bán thánh cao cấp, hắn sẽ khủng bố cỡ nào. Khi đó, có lẽ Thanh Châu cũng không phải là năm đại thiên tài, mà là sáu đại thiên tài. Yên lặng hồi lâu, phía chân trời mới có giọng của viện trưởng truyền tới. Nhớ kỹ ngươi nói, chỉ cần có bất cứ việc nào mà ngươi làm không được hoặc là không có đi làm. Mặc kệ đuổi tới chân trời góc biển, ta tất giết ngươi. Vừa dứt lời, phía chân trời khôi phục bình tĩnh. Bên cạnh, các đệ tử ngoại viện lập tức thở ra một hơi, một ít người ngồi bệt xuống đất. Tuy nhiên, bọn họ đã ôm tâm chết cùng với Dương Diệp, nhưng có ai không hy vọng còn sống chứ? Đám người nội viện im lặng, thần sắc mọi người trầm thấp, trong mắt mang theo buồn bã. Cũng không phải nói bọn họ hy vọng Dương Diệp chết. Dương Diệp lúc trước đổ sát người nội viện. Hào quang của hắn đã phóng ra ngoài, muốn nói trong nội tâm bọn họ không có oán khí là không thể nào, cho dù có oán khí thì bọn họ cũng đành chịu, bởi vì đây là quyết định của viện trưởng. Mà bây giờ, Dương Diệp đồ sát cả ám viện, thư viện vẫn không trừng phạt mang tính thực chất. Điều này hiển nhiên không công bằng. Làm như biết rõ mọi người suy nghĩ cái gì, Thương Thanh Ảnh quay người nhìn về phía các đệ tử, nói. Không nên cảm thấy thư viện không công bình. Bởi vì, thế giới này cho tới bây giờ chưa từng có công bằng. Thực lực các ngươi đủ mạnh, hiện tại giết Diệp Dương, ta cam đoan, thư viện tuyệt đối sẽ không xử phạt các ngươi, đây là sự thật. Thiên tài còn sống vĩnh viễn quan trọng hơn thiên tài chết đi. Chẳng phải nói chỉ cần có thực lực, có thể muốn làm gì thì làm trong thư viện. Có thể xem viện quy như không có gì. Có đệ tử nội viện hỏi. Thương Thanh Ảnh nói, chỉ cần ngươi có thực lực tuyệt đối. Đừng nói tại thư viện, cho dù tại Thanh Châu, tại Linh Giới, ngươi cũng có thể muốn làm gì thì làm. Ta biết rõ, các ngươi sẽ cảm thấy thư viện cũng thừa hành loại quy tắc này sẽ rất tàn nhẫn. Nhưng các ngươi cũng biết, hiện tại không tàn nhẫn, không cho các ngươi hiểu đạo lý kia, về sau các ngươi sẽ không có cơ hội biết rõ. Biết vì sao thư viện có thể dễ dàng tha thứ Diệp Dương không? Có rất nhiều nhân tố, nhưng trong đó có một nguyên nhân là viện trưởng muốn cải biến hiện trạng của thư viện. Hiện trạng của thư viện trước kia không tốt sao? Có đệ tử nội viện hỏi lại. Không phải không tốt, mà là không thích hợp. Thương Thanh Ảnh, nói. Mọi người thiếu khuyết cạnh tranh, cũng thiếu khuyết huyết tinh. Đương nhiên, các ngươi sẽ nói thư viện lúc nào cũng cạnh tranh, nhưng mà, đối với một ít thế lực, cạnh tranh như các ngươi chỉ là trò trẻ con. Nói đến đây, bỗng nhiên Thương Thanh Ảnh ngẩng đầu nhìn lên trời, nói. Biết rõ Bạch Lộ thư viện không? Có lẽ các người đã nghe qua, bởi vì thư viện chúng ta cách một thời gian sẽ phái người đi tham gia thi đấu với bọn họ. Nhưng các người cũng phải biết, mỗi lần người đi đều không có ai quay về. Các người cảm thấy Diệp Dương tàn nhẫn, huyết tinh, hung ác, nhưng ta nói cho các người biết, Bạch Lộ thư viện mỗi ngày đều xảy ra chuyện tàn khốc như thế. Dùng các người so sánh với bọn họ, đệ tử Bạch Lộc thư viện là sói, mà các người chỉ là dê mà thôi. Người Bạch Lộc thư viện thực sự đáng sợ như vậy. Một gã nội viện nói chuyện mang theo một tia hoài nghi. Trong mắt Thương Thanh Ảnh có một tia phức tạp, nói. Có thể sống sót tại Trung Thổ Thần Châu, bọn họ có thể dùng đáng sợ để hình dung sao? Nói đến đây, Thương Thanh Ảnh thu hồi ánh mắt, hắn nhìn thi thể đám người ám viện, nói. Các ngươi muốn báo thù cho những đệ tử nội viện lúc trước, có thể, nhưng nếu như các ngươi không cách nào nhất kích tất sát Diệp Dương, các ngươi phải thành thật cho ta, đừng mất mạng vô ích. Mọi người gật gật đầu.
Dương Diệp có thực lực cùng tàn nhẫn đáng sợ, bọn họ đã tận mắt nhìn thấy, bọn họ lúc trước không thích, nhưng muốn nói tiến lên bênh vực kẻ yếu, không có ai trong bọn họ dám làm như vậy. Hơn nữa, đối với cách làm của đám người ám Việt, bọn họ cũng không phải rất đồng ý. Bất kể như thế nào, dù sao trong lòng mọi người đã đem Dương Diệp xếp vào danh sách cực độ nguy hiểm, đây là tồn tại tuyệt đối không thể trêu chọc. Trên tường thành, Dương Diệp ngồi dưới đất, thân thể dựa vào tường thành, ánh mắt nhìn bầu trời, trong mắt có một tia mê mang. Hồi tưởng cả đời của mình, có thể nói hắn một đường giết qua, trên tay hắn có bao nhiêu cái nhân mạng, chính hắn cũng không rõ ràng lắm, dù sao rất nhiều, rất nhiều. Dương Diệp hắn là một người thị sát khát máu sao? Không, hắn không cảm giác mình là người thị sát khát máu. Nhưng châm chọc là, trên tay hắn lại nhiễm máu của không biết bao nhiêu người. Đang suy nghĩ gì? Lúc này, đột nhiên Ngọc Vô Song ngồi bên cạnh Dương Diệp, nhẹ giọng hỏi. Ta suy nghĩ ta giết người có phải quá nhiều hay không? Dương Diệp nói. Ngọc Vô Song. Dương Diệp nói. Biết không, kỳ thật ta cũng biết, nhiều khi, nếu như ta thả lỏng sát niệm trong lòng, dùng một loại phương thức khác đi xử lý mọi việc, có lẽ việc này không biến thành như vậy. Ví dụ như trước kia, người ám viện đến đoạt nam tử áo vàng cùng Bạch Lang, ta không trực tiếp rét tay, mà là lựa chọn giảng đạo lý với bọn họ, hoặc là bảo cao tầng thư viện đến xử lý vấn đề này, như vậy, chuyện này sẽ không lâm vào cục diện hiện CTI. Ngươi hối hận. Ngọc Vô Song hỏi. Dương Diệp lắc đầu, nói. Cho ta một cơ hội làm lại lần nữa, ta sẽ chém tận giết tuyệt. Ngọc Vô Song trầm ngâm một chớp mắt, sau đó nói. Ta hiểu, ngươi đang hoài nghi phương thức xử lý công việc của mình, đúng không? Dương Diệp nói. Ngươi nói đúng một nửa, ta không phải hoài nghi, mà là đang nghĩ. Nếu như ta dùng một loại phương thức khác xử lý mọi việc, chẳng phải sẽ giảm rất nhiều phiền toái cho mình hay sao? Đương nhiên, ta không phải sợ phiền toái, mà là ta không muốn phiền toái, cũng không muốn giết người, nhưng ta cũng không ghét giết người, có người muốn tìm cái chết, ta sẽ không chút do dự thành toàn bọn họ. Ngọc Vô Song tới gần Dương Diệp, sau đó tựa vào thân thể Dương Diệp, nói. Ngươi nói đúng, nếu như ngươi đổi một phương thức khác xử lý công việc, mọi việc sẽ không nghiêm trọng như hiện tại. Nhưng ngươi làm sao biết việc này không nghiêm trọng hơn, bởi vì ám viện này, nếu như ngươi không giết bọn họ sẽ mang ơn ngươi sao? Sẽ không, không chỉ có không mang ơn, mà là suy nghĩ báo thù ngươi, không chỉ có ngươi, chúng ta cũng biến thành đối tượng bị báo thù. Nói đến đây, đột nhiên nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ngươi là một người theo chủ nghĩa duy tâm, tâm nghĩ như thế nào, sẽ làm như thế nào. Đây là tính cách của ngươi, cũng là kiếm đạo của ngươi. Đương nhiên, ngươi có rất nhiều khuyết điểm, ví dụ như xúc động, tàn nhẫn, keo kiệt, có thù tất báo, trong mắt không có hạt cát. Nhưng đó là ngươi, ngươi chính là người như vậy. Nếu ngươi chính là người như vậy, cần gì phải cải biến cái gì? Dù cho cải biến, có lẽ đã không phải là ngươi. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Ngọc Vô Song, tuy Ngọc Vô Song nhỏ hơn Tiểu Giao nhưng trong mắt hắn lại thành thục hiếm có. Dương Diệp vươn tay xoa đầu Ngọc Vô Song, cười nói. Sở dĩ ta cảm thấy nghi hoặc, kỳ thật không phải bởi vì chính mình, bởi vì ta biết rõ ta là người thế nào. Với ta mà nói, trong nội tâm không thẹn, giết 100 vạn người ta cũng sẽ giết. Sở dĩ ta suy nghĩ, là vì ta cảm thấy loại tính cách này của ta có khi hại người bên cạnh mình. Vậy ngươi cố gắng trở nên mạnh mẽ, mạnh hơn nữa đi, khi đó người đời sẽ không dám gây tổn thương tới người của ngươi, khi đó, cũng không có ai dám tới gây phiền toái cho ngươi. Ngọc Vô Song nói, việc này hơi khó, quả thật có chút khó. Dương Diệp cười nói, nhưng không sao, ta sẽ cố gắng, không chỉ có con người khác, cũng vì chính mình, muốn tùy tâm sở dục, chủ nghĩa duy tâm, vậy thì phải có được thực lực cường đại. Bằng không ta không có thực lực tùy tâm sở dục, đó là lúc ta sẽ chết. Ta có tính là người được ngươi quan tâm không? Đột nhiên Ngọc Vô Song hỏi. Dương Diệp nói. Không biết. A hát. Ánh mắt Ngọc Vô Song ảm đạm, lúc này, Dương Diệp lại nói. Nhưng nếu như ai khi dễ người, ta khẳng định sẽ đánh hắn. Nghe vậy, khóe miệng Ngọc Vô Song nở nụ cười vui vẻ. Bầu trời đã tối. Lúc này, Dương Diệp nói. Nghe vậy, sắc mặt Ngọc Vô Song đã ngưng trọng. Ngao! Đột nhiên, trong sơn mạch xa xa có tiếng sói tru.
sau đó mặt đất run rẩy. Vô số đàn sói lao ra khỏi sơn mạch và tiến tới cửa thành Bắc. Nhìn đàn sói chằng chịt, Dương Diệp đi đến mép tường thành, nói. Vừa rồi ta nói một người thủ, có lẽ ta không nên nói lời này. Tiếng sói tru vang vọng cả Vân Hải Thành. Đàn sót lại tiến công. Tất cả đệ tử nội viện lập tức hồi trở lại của chính. Thương Thanh Ảnh nói xong câu này, nàng đã đi tới bên cạnh Dương Diệp, nói. Thành chủ Vân Hải Thành bị giết, hôm nay quân đội Vân Hải Thành như rắn mất đầu, không có người dẫn đầu, bọn họ căn bản thủ không bao lâu. Còn nữa, ám viên hôm nay toàn quân bị diệt, đừng nói với ta, người thật muốn thủ cửa thành Bắc này. Nói đến đây, Thương Thanh Ảnh trầm giọng nói. Cho dù người giữ vững vị trí thành Bắc, nhưng ba cửa khác thế nào? Đợi cứu binh. Dương Diệp nói. Nơi nào có cứu binh? Thương Thanh Ảnh nói. Dương Diệp nói. Trước kia ta đã truyền âm hồi trở lại cổ kiếm trai, tối đa một ngày, cổ kiếm trai sẽ có cường giả đuổi tới. Hắn chỉ cường giả, tự nhiên không phải chỉ có thánh giả. Cường giả thánh giả sẽ không dễ dàng ra mặt, cho dù muốn ra mặt cũng phải do Vân Hải Thư Viện tự mình đi bàn với cổ kiếm trai. Dương Diệp nói. Ngươi nên biết. Mỗi đệ tử tông môn Đề Cu đi tiếp một ít nhiệm sẽ có một khoản lợi nhuận thu nhập thêm. Loại chuyện này, tông môn không chỉ không ngăn cản, ngược lại còn cổ vũ, dù sao cũng có thể rèn luyện đệ tử. Cho nên, ta cũng không có trực tiếp tìm cao tầng cổ kiếm trai, mà là tuyên bố một nhiệm vụ. Bọn họ nhất định sẽ đến. Thương Thanh Ảnh trầm giọng hỏi. Sẽ. Dương Diệp khẳng định nói. Ngươi cho ra chỗ tốt gì? Thương Thanh Ảnh hỏi lại. Một kiếm tu sẽ vĩnh viễn không cự tuyệt chỗ tốt này. Dương Diệp nói. Thương Thanh Ảnh nhìn Dương Diệp nửa ngày, sau đó nói. Nói thực ra, khi ngươi giết thành chủ Vân Hải Thành và đám người ám viện đã nghĩ ra cách giải quyết tất cả hậu quả. Nói đến đây, Thương Thanh Ảnh cười khổ, nói. Ta vốn nghĩ ngươi là kẻ hữu dũng vô mưu, chỉ là mãng phu biết giết chóc, hiện tại xem ra, ngươi còn thông minh hơn ta nghĩ nhiều. Dương Diệp không nói gì. Ánh mắt hắn nhìn vào đàn yêu thú xông tới Vân Hải Thành. Thực lực đàn sói không yếu, phần lớn đều là tôn giai, trong đó hoàng cấp cũng không ít, bán thánh cao cấp chỉ rất ít, chỉ có tầm 10 đầu. Một con yêu thú cũng không đáng sợ, nhưng mấy trăm vạn thì sao? Mấy trăm vạn con sói lao nhanh, đó là thực lực khủng bố cỡ nào? Đàn sói chỉ cách cửa thành mấy ngàn trượng, nhưng lúc này đã có uy áp ép mọi người không thở nổi. Rất nhanh. Đàn sói còn cách tường thành chưa tới trăm trượng. Ba cửa khác, ngươi thủ vững một ngày, có không vấn đề chứ? Dương Diệp nói. Ta nỗ lực hết sức. Thương Thanh Ảnh trầm giọng nói. Đa tạ. Vừa dứt lời, Dương Diệp quay người nhìn về phía Ngọc Vô Song nói. Đừng ra khỏi thành, các ngươi phụ trách khởi động trận pháp trên tường thành và năng lượng cự pháo. Nói xong, Dương Diệp quay người hóa thành kiếm quang bay ra khỏi thành. Phía chân trời xuất hiện tiếng kiếm minh kêu vang, một đạo kiếm khí dài mấy trăm tượng chém ra ngoài. Oanh! Kiếm khí rơi vào trong đại quân đàn sói, mấy trăm lang yêu bị kiếm khí cắt nát. Ngao! Vô số lang yêu gào lên, chúng hung ác địa nhìn Dương Diệp, sau đó một lang yêu thả người nhảy lên, nó lao tới tấn công Dương Diệp. Chỉ trong tích tắc, Dương Diệp đã bị vô số lang yêu vây quanh. Nhưng rất nhanh, từng đạo kiếm quang xuất hiện, kiếm quang tung hoành. Từng con lang yêu không ngừng rơi xuống đất. Trên tường thành, Thương Thanh Ảnh nhìn cảnh này một lúc, sau đó nàng rời đi. Vô Song tiểu thư, chúng ta cứ nhìn như vậy. Đám người Hách Xuất Bác đi đến tường thành, trong mắt mọi người trừ ngưng trọng còn có lo lắng. Dương Diệp đúng là rất mạnh, nhưng muốn nói có thể dùng lực lượng một người đổ sát mấy trăm vạn con sói, đây là việc không thực tế. Ngọc Vô Song trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Chúng ta nhất định phải kiên trì một ngày, chỉ dựa vào Diệp Dương. Căn bản không được. Nói đến đây, nàng trầm ngâm một hồi, sau đó nói. Hách Xuất Bác, ngươi và Hắc Sa mang theo 20 người đi vào trong Vân Hải Thành giải tin tức, nói phàm là người thủ thành giúp chúng ta, ban thưởng 5.000 năng lượng thạch siêu phẩm. Còn nữa, nhị tỷ, ngươi và Thanh Y đi bái phỏng những thế gia trong Vân Hải Thành, nói nếu như bọn họ nguyện ý dốc toàn lực tương trợ. Chúng ta có bọn họ 5 danh ngạch tiến vào ngoại viện. Nghe vậy, Hách Xuất Bác cùng Hắc Sa lập tức mang theo 20 người quay người rời đi. Mà Ngọc Vô Kiều lại cau mày, nói. Vô Song, theo ta biết,
những thế gia cùng thế lực Vân Hải Thành cơ bản đã phái cường giả hỗ trợ thủ thành, hiện tại, bọn họ còn thừa lực. Ngọc Vô Song cười lạnh một tiếng, nói. Mọi người đều ích kỷ, những thế gia cùng thế lực này càng như vậy. Bọn họ đã phải cường giả đi ra tương trợ, nhưng bọn họ chắc chắn sẽ không phái nội tình của mình ra. Hiện tại, chỉ cần ta bảo bọn họ hỗ trợ thủ thành, mà không phải muốn bọn họ xuống dưới chém giết với đàn sói. Hơn nữa chỉ thu một ngày, thủ thành một ngày, bọn họ có thể tìm được nằm danh ngạch tiến vào ngoại viện cho gia tộc, bọn họ sẽ không cự tuyệt. Danh ngạch tiến vào ngoại viện, Vô Song, người không có quyền lợi này. Ngọc Vô Kiều nói. Ngọc Vô Song ngẩng đầu nhìn Dương Diệp đang chém giết, nói. Hắn có. Ngọc Vô Kiều còn chuẩn bị nói cái gì, Lý Thanh Y đã kéo nàng lại. Hiện tại thời gian chính là tính mạng. Dẫn Bạch Lang tới. Đột nhiên Ngọc Vô Song nói. Nghe vậy, lập tức có đệ tử ngoại viện lui xuống. Bên ngoài trừ nội viện, trừ Dương Diệp, có thể nói, Ngọc Vô Song chính là người được tôn kính nhất. Cũng không phải bởi vì thực lực của nàng, mà là vì trí tuệ của nàng. Mọi người tâm phục khẩu phục trí tuệ và thủ đoạn của nàng. Cho nên, nàng nói, cơ bản không có người nào phản đối. Rất nhanh, Bạch Lang bị đưa tới tường thành, trừ Bạch Lang, còn có nam tử áo vàng. Lúc này này một người một sói đã tốt hơn trước nhiều, đặc biệt là Bạch Lang, khí tức trên người đã khôi phục chút ít, trong mắt lại sinh ra hung quang lần nữa. Xuy. Một đạo kiếm quang khuếch trương trên cao, thi thể mấy ngàn lang yêu rơi xuống. Làm càn. Một gã lang yêu bán thánh cao cấp gầm lên giận dữ, hắn nhảy tới, lúc hắn lao tới hơi há miệng ra, hắn muốn nuốt sống Dương Diệp. Mà đúng lúc này, Dương Diệp phía chân trời lại biến mất đầy quỷ dị. Xuy. Một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện, trong ánh mắt của tất cả yêu thú, đôi mắt của lang yêu bán thánh cao cấp bắn ra hai cột máu. Ngao. Lang yêu bán thánh cao cấp gào lên thống khổ, sau một khắc, lũ yêu thú chỉ thấy nhân loại kia cầm lấy một chân của lang yêu bán thánh cao cấp và hất mạnh xuống đất. Bành! Lang yêu bán thánh cao cấp rơi xuống đất, mặt đất xuất hiện hố to. Kiếm quang xẹt qua, Dương Diệp xuất hiện trên đỉnh đầu của lang yêu bán thánh cao cấp, kiếm ý thiên giai tam trọng và sát ý thiên giai tam trọng tuôn ra, hình thành một khí thế khủng bố, cố khí thế này lập tức ngăn cản uy áp của đàn sói. Không chỉ có như thế, còn trấn áp các lang yêu thực lực thấp nằm xuống đất. Tuy như thế, nhưng vô số lang yêu vẫn lao tới tường thành không ngừng run rẩy. Trong mắt Dương Diệp bắn ra một tia hung ác, chân phải đạp mạnh, lang yêu bán thánh cao cấp kêu rên đau đớn, sau đó lún vào lòng đất. Dương Diệp phóng lên trời, Dương Diệp lại hóa thành kiếm quang lao vào đàn sói. Đồ sát bắt đầu. Kiếm quang hiện ra khắp nơi. Mỗi một đạo kiếm quang xẹt qua sẽ có mấy trăm con sói chết đi, Dương Diệp cũng không ngừng đổ sát, tóc hắn dần biến màu đỏ tươi, không chỉ có tóc, ngay cả mắt của hắn cũng đỏ bừng. Rất nhanh, một tia sáng đỏ xuất hiện, tia sáng đỏ càng lúc càng lớn và bao phủ phạm vi mấy trăm tượng, đám sói trong hào quang này đều chết đi. Vô Song tiểu thư, chúng ta bây giờ làm cái gì? Trên tường thành, Phong Vũ Chiêu nhìn phía trước, trầm giọng hỏi. Tường thành có trận pháp phòng ngự. Bọn họ chỉ cần không ngừng nhắc cung cấp năng lượng thạch siêu phẩm duy trì trận pháp vận chuyển là được, bởi vậy, bọn họ lúc này cũng rảnh rỗi, nhưng bọn họ biết rõ, thời gian trôi qua, thành phá là chuyện sớm muộn. Đợi. Ngọc Vô Song nhìn tia sáng đỏ phía trước, nói. Đợi đàn sói chính thức xem trọng Diệp Dương, khi đó chúng ta sẽ kéo dài thời gian. Bọn họ lúc nào sẽ coi trọng Diệp giáo tập? Phong Vũ Tiêu hỏi. Khi thủ lĩnh đàn sói xuất hiện. Phong Vũ Chiêu hỏi. Khi thủ lĩnh đàn sói xuất hiện. Ngọc Vô Song nói. Ngao. Đúng lúc này, một tiếng sói chu vang lên. Ngao. Nghe tiếng sói chu, vô số đàn sói chung quanh cũng gào lên. Xuất hiện. Trên tường thành, trong đôi mắt Ngọc Vô Song xuất hiện một tia ngưng trọng. Vèo. Đúng lúc này, một tia sáng màu lam xuất hiện phía sau đàn sói, sau một khắc đã bay tới khu vực của Dương Diệp. Bành. Một tiếng nổ lớn vang lên. Trong ánh mắt của mọi người, một bóng người bay ra ngoài, cuối cùng trực tiếp nện vào tường thành. Bóng người này chính là Dương Diệp. Còn chưa kết thúc. Bành! Một móng vuốt màu xanh da trời xuất hiện trước mặt Dương Diệp, sau đó chảo này đánh vào bụng Dương Diệp. Phốc! Dương Diệp phun máu tươi ra ngoài. Tường thành sau lưng Dương Diệp run lên, từng vết rạn như mạng nhện xuất hiện trên tường thành,
Không đến một giây, cả tường thành xuất hiện vết rạn chằng chịt. Thời điểm Dương Diệp một ngụm máu phun ra ngoài, móng vuốt màu xanh da trời lại xuất hiện trước mặt Dương Diệp, lúc này móng vuốt sói không phải đánh vào bụng Dương Diệp, mà là đầu của Dương Diệp. Bằng vào bản năng, Dương Diệp đã nghiêng đầu tránh vào lúc mấu chốt, làm cho móng vuốt sói đánh vào tường thành. Oanh! Tường thành bị một chào này đánh rách. Móng vuốt sói một kích chưa trúng, thuận thế hướng xuống quét qua. Dương Diệp nhắm mắt lại, cổ tay khẽ động, man thần kiếm xuất hiện trên tay, sau đó hắn đỡ ngay trước ngực. Phanh! Một tiếng trầm đục, Dương Diệp và man thần kiếm bị đánh bay xuống đất. Ngao! Vô số đàn sói gào lên, hiển nhiên chúng đang hoan hô. Trên tường thành, sắc mặt đám người Ngọc Vô Song trắng bệch. Đàn sói không có công thành, toàn bộ lui về phía sau mấy trăm trượng. Phía trước đàn sói là một nam tử đầu sói thân người. Tướng mạo nam tử quái dị, thân người nhưng đầu là đầu sói, hai móng cũng là móng vuốt sói. Sau lưng nam tử là vô số lang yêu nhìn chằm chằm vào, trong ánh mắt là sùng bái, hưng phấn, còn có một tia kiêng kỵ. Ánh mắt nam tử nhìn Dương Diệp, nói. Chúng hai kích của ta nhưng chỉ bị thương, nhân loại, thân thể ngươi rất không tồi. Khục. Dương Diệp che ngực ho khan một tiếng, một tia máu tươi chảy ra khỏi khóe miệng của hắn. Ánh mắt của hắn nhìn vào ngực của mình, hiện tại, ngực của hắn đã lõm xuống. Hắn trầm ngâm một nháy mắt, ánh mắt của hắn nhìn vào man thần kiếm của mình, trên thân man thần kiếm xuất hiện móng vuốt sói. Dương Diệp thu hồi man thần kiếm. Ánh mắt nhìn nam tử đầu sói kia, trong mắt có một tia ngưng trọng. Cho tới bây giờ, nam tử trước mắt chính là yêu thú có lực lượng thân thể vượt qua hắn. Hiện tại hắn mới hiểu rõ, thân thể của hắn vẫn còn thua kém yêu thú bán thánh cao cấp rất lớn. Nhân loại, người nguyện ý mở cửa đầu hàng, hơn nữa thần phục Lam Khiếu ta, ta nguyện ý thả ngươi cùng thân nhân ngươi một con đường sống. Nam tử đầu sói nói, ta rất ít nhân từ với nhân loại, đây là lần đầu tiên. Cũng là một lần cuối cùng, hảo hảo nắm chắc. Dương Diệp cười nói. Ngươi bây giờ nguyện ý đầu hàng, trở thành tòa kỵ của ta, ta cũng nguyện ý thả ngươi một con đường sống. Đúng rồi, ta cũng rất ít nhân từ. Xem ra ngươi muốn chết. Lam Khiếu quát lớn, sau đó Lam Khiếu lui về phía sau 10 mét. Đám sói ngạc nhiên, bởi vì Dương Diệp vẫn đứng tại chỗ bất động. C. Mà bây giờ, Lam Khiếu trước mắt này cũng giống như hắn. Thân thể có thể chống lại tốc chi pháp tắc. Một kích vừa rồi của hắn ra chỉ kiếm ý thiên giai tam trọng. Nhưng mà chính một kiếm như vậy cũng chỉ cắt vỡ một chút da của đối phương mà thôi. Khó có thể tưởng tượng, hoàng giả cảnh lại làm ta bị thương. Lam Khiếu chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Thiên tài trong nhân loại như ngươi, nên giết đi mới tốt, tránh sau này thiên lang tộc ta xuất hiện địch nhân siêu cấp cường giả. Vừa dứt lời. Lam Khiếu trực tiếp hóa thành tia sáng màu xanh ra trời lao tới. Một người một sói, đại chiến bắt đầu. Hai người giao thủ có chút quỷ dị, bởi vì lũ yêu thú không thấy bóng dáng của Dương Diệp cùng Lam Khiếu. Bọn chúng chỉ có thể nghe thấy tiếng nổ mà thôi. Chiến đấu càng đánh càng kịch liệt, bởi vì không gian chung quanh run run, ngẫu nhiên có mấy chỗ còn vỡ ra, mặt đất cũng rạn nứt sụp xuống. Bành! Một tiếng nổ lớn vang lên. Dương Diệp cùng Lam Khiếu xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Trên mặt, trên người Dương Diệp đầy vết chảo, máu tươi không ngừng chảy ra nhuộm đỏ quần áo của hắn, tăng thêm tóc của hắn hiện tại đỏ tươi, hai mắt đỏ hồng, làm cho hắn càng ngày càng dữ tợn. Trên mặt hắn càng có một tia hưng phấn và điên cuồng. Trái lại, Lam Khiếu đã tốt hơn nhiều, trừ quần áo trên người hơi rách một ít, cũng không có tổn thương gì. Ngươi, Lam Khiếu đang muốn nói cái gì? Dương Diệp lại dẫn đầu nói. Đừng nói nhảm, chiến đi. Vừa dứt lời, Dương Diệp lại biến mất một cách quỷ dị. Phanh! Lại có từng tiếng nổ lớn vang lên. Dương Diệp cùng Lam Khiếu chiến đấu rất đơn giản, chính là ngạnh kháng với nhau, không có chút xinh đẹp nào. Từ phương diện tốc độ, tuy Lam Khiếu có tốc độ cực nhanh, nhưng còn chưa bằng tốc chi pháp tắc của Dương Diệp, nhưng lại không tới mức không có lực hoàn thủ. Mà lực lượng và phòng ngự thân thể, Dương Diệp yêu hơn rất nhiều. Bởi vậy, tuy tốc độ Lam Khiếu không bằng Dương Diệp, nhưng hắn ỷ vào thân thể nên không thua thiệt, ngược lại còn nhiều lần làm bị thương Dương Diệp. Nhưng Dương Diệp càng chiến càng điên cuồng. Đối với Dương Diệp mà nói, chiến đấu mới là phương pháp tăng thực lực tốt nhất. Ngồi xuống tĩnh dưỡng, tuy cũng có thể tăng thực lực lên,
nhưng còn thua xa chiến đấu sinh tử. Người, vào lúc đối mặt với tử vong sẽ kích phát ra tiềm lực không thể tưởng tượng nổi. Thật lâu, từ khi đi vào Vân Hải Thư Viện, không, phải nói sau khi đi vào linh giới tới bây giờ, tuy Dương Diệp vẫn điên cuồng chiến đấu với người khác, nhưng hắn chiến đấu không có ý nghĩa lắm. Bởi vì những người kia không có kích thích hứng thú của hắn, làm sao có thể tiến bộ chứ? Mà bây giờ, rốt cục hắn đã gặp được một người phương diện thân thể hay ý thức chiến đấu đều mạnh hơn hắn, phải nói là sói. Nói đơn giản một chút, con sói trước mặt làm hắn cảm thấy nguy hiểm, mà loại cảm giác nguy hiểm này chính là thứ hắn cần. Bởi vì Dương Diệp chiến đấu với Lam Khiếu Thành dự uy càng ngày càng mạnh, phạm vi càng lúc càng lớn, thế cho nên một ít lang yêu căn bản không chịu nổi, bởi vậy, đàn sói không thể không lui về phía sau. Vô Song tiểu thư, Diệp giáo tập, hắn có thể thắng không? Trên tường thành, một gã đệ tử ngoại viện trầm giọng hỏi. Nhất định có thể thắng. Ngọc Vô Song khẳng định nói. Vì cái gì? Tên đệ tử kia có chút khó hiểu hỏi. Bởi vì nếu như đánh không thắng, hắn sẽ chạy. Ngọc Vô Song nói. Mà hắn không có chạy, chứng minh hắn có lòng tin có thể đánh thắng. Tên đệ tử lập tức im lặng. Oanh! Đột nhiên, không trung bộc phát khí thế đáng sợ, khí thế như hóa thành thực chất, tầng tầng thôi động không gian, làm cho không gian sinh ra gợn sóng không nhỏ. Hoàng giả cảnh thượng phẩm. Lúc này mọi người sững sốt. Lam Khiếu đã là bán thánh cao cấp, tự nhiên không thể nào là hắn tấn cấp, không phải hắn, như vậy là Dương Diệp. Tấn chức trong chiến đấu. Phanh! Một tiếng trầm đục vang lên, một bóng người bay ra ngoài, sau đó hắn bay về phía sau mấy trăm trượng mới dừng lại, bóng người này chính là Dương Diệp. Lúc này, trên người Dương Diệp tỏa ra khí tức kinh khủng, quần áo trên thân hắn đã nghiền nát hoàn toàn. Trên thân trần trụi đầy vết máu, mỗi một vết máu đều sâu có thể thấy xương trắng. Nhưng khá tốt, những vết máu này đã khôi phục thật nhanh. Người đang cầm ta luyện tay. Bỗng nhiên Lam Khiếu nói. Dương Diệp thở ra một hơi thật dài, hắn dẹp loạn khí tức tấn chức của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lam Khiếu, nói. Người cứ nói đi. Nghe vậy, Lam Khiếu tức giận, nói. Nhân loại, ta thừa nhận, người rất không tồi. Ít nhất tốc độ của người tạo thành phiền toái lớn cho ta. Nếu như người có thể đạt tới bán thánh cao cấp, giữa chúng ta, ai thua ai thắng đúng giả khó nói. Nhưng hiện tại, người còn không phải đối thủ của ta. Nói xong, đột nhiên trong cơ thể Lam Khiếu bộc phát ánh sáng màu xanh ra trời, lúc này một con sói xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Thân thể con sói là màu xanh thuần khiết và hình thể cực lớn, nó giống như một tòa núi nhỏ, chỉ móng vuốt cũng lớn gấp mấy lần Dương Diệp. Lợi chào sắc bén tùy ý xé rách không gian bị cắt ra mấy khe hở. Dương Diệp lật cổ tay một cái, cổ sao xuất hiện trong tay, cùng lúc đó, 100 huyền kiếm đạo giai xuất hiện khắp bốn phía, trăm chuôi huyền kiếm xoay tròn thật nhanh, từng đạo kiếm quang bao vây Dương Diệp vào trong. Nên chấm dứt. Một giọng nói vang lên. Ông! Một tiếng kiếm minh vang vọng không gian, sau một khắc, trăm đạo kiếm quang bắn ra ngoài, Lam Khiếu cũng thả người nhảy lên. Hắn va chạm với kiếm quang. Những nơi Lam Khiếu đi qua, cả không gian vặn vẹo và biến hình quỷ dị. Lam Khiếu còn chưa tiếp xúc với kiếm quang của Dương Diệp, uy áp và khí thế đã đánh tan kiếm quang. Nhìn thấy cảnh này, đám lang yêu không ngừng gào thét. Mà trên tường thành, đám người Ngọc Vô Song vô cùng khẩn trương. Rất nhanh, trong ánh mắt tất cả mọi người, bản thể Lam Khiếu va chạm với kiếm quang do Dương Diệp biến thành. Oanh! Sau một khắc, một bóng người bay ngược về phía sau, cuối cùng nện vào tường thành, sau đó bóng người rơi xuống đất. Bóng người này là Dương Diệp. Vô số lang yêu gào lên như điên, sau đó toàn bộ lao thẳng về phía tường thành. Không! Trên tường thành, đột nhiên Ngọc Vô Song gào lên thê lương, sau đó Ngọc Vô Song không để ý đàn sói lao tới, nàng trực tiếp nhảy xuống tường thành, cũng tiến về phía Dương Diệp. Khi Ngọc Vô Song nhảy xuống tường thành, các đệ tử ngoại viện còn lại cũng nhảy xuống. Không có trận pháp bảo hộ tường thành, bọn họ không có sức hoàn thủ với đàn sói. Điểm ấy, bọn họ đều biết rõ. Nhưng hiện tại mọi người không do dự lao xuống. Lúc này, bọn họ đã không để ý tới sinh tử của mình. Đàn sói vẫn chạy trốn như cũ, chúng gầm lên giận dữ. Rất nhanh, khi rời khỏi tường thành càng xa, tường thành sẽ bị phá. Chỉ cần thành phá, đàn sói sẽ xé nát mọi người trong thành.
Đúng lúc này, đột nhiên Lam Khiếu giơ tay phải lên, sau đó hắn lắc. Nhe! Hắn vừa nâng tay lên, mấy trăm vạn con sói đều dừng lại. Mà lúc này, Dương Diệp được Ngọc Vô Song nâng dậy, hắn cũng chậm rãi đứng. Dương Diệp hiện tại rất thê thảm, một móng vuốt sói kéo dài từ yết hầu tới bụng của hắn, móng vuốt sói đã mở rách bụng của hắn, mọi người có thể thấy nội tạng của Dương Diệp. Ngọc Vô Song nhìn thấy cảnh này, nàng suýt nữa đã ngất đi. Các đệ tử ngoại viện cũng như thế. Theo đạo lý mà nói, người bình thường trọng thương như vậy đã mất mạng. Nhưng cũng may Dương Diệp có Hồng Mông Tử Khí, được Hồng Mông Tử Khí chữa trị liên tục, thương thế của hắn đang chậm rãi khôi phục. Đối với Dương Diệp mà nói, chỉ cần không phải một kích bị mất mạng, hắn bị thương nặng hơn nữa, Hồng Mông Tử Khí cũng có thể giải quyết. Ta khinh thường ngươi. Lúc này, đột nhiên Lam Khiếu nói chuyện. Ta cho rằng, trong thế hệ trẻ của nhân loại, trừ năm đại thiên tài ra, đã không có ai là đối thủ của ta. Thế nhưng mà, ta sai. Ngươi rất mạnh, mạnh phi thường, dù cho ta không khinh địch, người chết cũng là ta. Ta cũng không có khinh thường ngươi. Dương Diệp nói. Nhưng đáng tiếc, ta suýt nữa vẫn chết trong tay ngươi. Ta và ngươi như cùng giai, ta không phải đối thủ của ngươi. Lam Khiếu nói. Ta cũng cảm thấy như vậy. Dương Diệp nói. Lam Khiếu khẽ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn sang Vân Hải Thành, nói. Nhân loại, ngươi rất mạnh, nhưng ngươi không thể thủ nổi tòa thành này. Vừa dứt lời, đột nhiên trên người Lam Khiếu bộc phát ra một đạo kiếm khí, sau đó có rất nhiều kiếm khí lao ra khỏi cơ thể Lam Khiếu. Nhìn thấy cảnh này, đám người ngoại viện đã hiểu, Lam Khiếu thua. Dương Diệp chỉ trọng thương, mà Lam Khiếu sẽ vẫn lạc. Ngao! Nhìn thấy kiếm khí bộc phát trong cơ thể Lam Khiếu, vô số con sói lao tới bảo hộ Lam Khiếu. Trở về, bảo nhị điện hạ đến đây, không, bảo với đại điện hạ. Lam Khiếu nói xong câu này, hắn không thể ép nổi kiếm khí trong người của mình, cả thân thể hắn nổ tung, kiếm khí cũng bắn ra ngoài, kiếm khí dễ dàng xé nát không gian chung quanh. Ngao! Nhìn thấy cảnh này, đàn sói đều ào lên, sau đó vô số con sói đỏ mắt lao thẳng về phía đám người Dương Diệp. Sát! Nhìn thấy đàn sói lao tới, huyền khí trong cơ thể Phong Vũ Chiêu bắt đầu khởi động, hắn muốn mang người giết tới. Đúng lúc này, Dương Diệp lại giữ hắn lại, nói. Giết cái búa, rút lui. Dùng trạng thái của hắn hiện tại, đừng nói giết người, cho dù đi đường cũng khó khăn. Phong Vũ Chiêu liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó cười mỉa. Hắn còn cho rằng Dương Diệp sẽ tiếp tục giết vào đàn sói, hắn chỉ làm dáng mà thôi. Đám người Dương Diệp trở lại trong thành, vừa trở lại trong thành, đàn sói đã lao tới. Nhưng vô số con sói điên cuồng va chạm vào tường thành. Lúc này đây, tường thành Bắc chỉ có thể bị động phòng ngự, bởi vậy, đại trận trên tường thành đã dao động. Cũng may kế sách của Ngọc Vô Song rất hữu hiệu, vô số huyền giả trong Vân Hải Thành leo lên tường thành, sau đó hỗ trợ thủ thành. Việc này cũng giảm áp lực cho đám người Ngọc Vô Song rất nhiều. Dương Diệp cũng không có lựa chọn trở về tu dưỡng, hắn ngồi chữa thương trên tường thành. Tuy Ngọc Vô Song an bài tường thành ngay ngắn rõ ràng, nhưng kỳ thật không có bao nhiêu tác dụng, bởi vì người trên tường thành, thực lực đa số đều quá thấp, trừ bị động phòng thủ, căn bản không cách nào phản kích. Nói đơn giản một ít, thực lực của đám người Ngọc Vô Song quá hấp. Hắn không ở chỗ này, căn bản sẽ có lo lắng. Ta tra được. Lúc này, đột nhiên Ngọc Vô Song đi đến bên cạnh Dương Diệp, sau đó nói. Vừa rồi ngươi giao thủ với Lam Khiếu là con thứ ba của Thiên Lang Vương. Người này bài danh thứ ba trong năm con của Thiên Lang Vương, nhưng Thiên Lang Vương lại yêu thích hắn nhất. Không chỉ có Thiên Lang Vương yêu thích hắn, ngay cả rất nhiều lang yêu trong Thiên Lang Sơn Mạch đều phi thường tôn kính cùng kính hắn. Có thể nói, chúng ta đã chọc vào tổ ong vò vẽ. Dương Diệp mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn xuống tường thành, dưới tường thành, vô số lang yêu như nổi điên, trước kia đám lang yêu còn có chỗ giữ lại. Đối mặt với năng lượng cự pháo của tường thành sẽ kiêng kỵ, sẽ trốn tránh, nhưng hiện tại, những con sói này đều hung hãn không sợ chết, thậm chí còn dùng thân thể che chắn năng lượng cự pháo. Bị đàn sói tấn công điên cuồng như thế, đại trận của tường thành đã rạn nứt nhiều nơi. Tối đa một giờ, thành sẽ phá. Ngọc Vô Song nhìn đàn sói dưới thành, nàng trầm giọng nói. Mà cường giả cổ kiếm trai muốn tới chỗ của chúng ta cần ít nhất 4 canh giờ. 4 canh giờ sao? Dương Diệp nhắm mắt lại, thần sắc hơi trầm xuống.
Đàn sói đang nổi điên, cho dù hắn hôm nay khôi phục thực lực cũng không có gì tác dụng quá lớn. Bởi vì hắn có lợi hại, cũng không có khả năng đổ sát mấy trăm vạn con sói. Trầm ngâm hồi lâu, Dương Diệp nói. Vân Hải Thành có đại khái bao nhiêu người? Mấy ngàn vạn. Ngọc Vô Song nói. Có thể giúp đỡ thủ thành có bao nhiêu người? Dương Diệp lại hỏi. Không đến 10 vạn. Ngọc Vô Song nói. Nghe vậy, khóe mắt Dương Diệp hơi nhảy lên, sau đó nói. Bọn họ không sợ thành phá, đàn sói tiến vào thành sao? Ngọc Vô Song cười khổ cười, nói. Mọi người đều ích kỷ. Bọn họ xem ra, trời sập xuống cũng có Vân Hải Thư Viện đỡ. Có Vân Hải Thư Viện và quân đội phủ thành chủ ở đây, bọn họ tự nhiên sẽ không mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đến thủ thành, trừ phi cho bọn họ chỗ tốt. Dương Diệp chống tay lên tường thành, hắn nhìn đàn sói phía dưới, nói. Linh giới, mỗi người đều tập võ, trừ phi trời sinh có chỗ thiếu hụt, bằng không thì một người đều chọn tu luyện, trở thành huyền giả. Nói cách khác, trong Vân Hải Thành có mấy ngàn vạn, chỉ ít có 9 thành đều là huyền giả, bọn họ có năng lực. Mà trong đó, cũng chỉ có không đến 10 vạn người nguyện ý đến thủ thành, hơn nữa trong đó phần lớn đều bởi vì lợi ích mới tới đây. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt Dương Diệp dần dần lạnh như băng. Đây là chuyện không có biện pháp. Ngọc Vô Song cười khổ nói. Vân Hải Thành là địa bàn của Vân Hải Thư Viện, bọn họ xem ra, lẽ ra đây là chuyện của Vân Hải Thư Viện. Đối với chuyện này, Vân Hải Thư Viện cũng rất bất đắc dĩ. Bằng không, nếu phát động người Vân Hải Thành thủ thành, chúng ta đi sẽ không thua đàn sói. Đáng tiếc bọn họ sẽ không đến, đúng không? Dương Diệp nói. Ta hiểu suy nghĩ của bọn họ, người nói xem, nếu như đàn sói công thành, kỳ thật chính là chuyện của Vân Hải Thư Viện và Thiên Lang Sơn Mạch, cho nên, đương nhiên đàn sói sẽ do Vân Hải Thư Viện đi đối phó. Nhưng bọn họ có nghĩ tới hay không, nếu Vân Hải Thư Viện thủ không được, hậu quả khi đàn sói tiến vào trong thành sẽ là gì không, có lẽ có nghĩ tới, nhưng đối với bọn họ mà nói, không có tự mình đối mặt với đàn sói, căn bản cũng không biết đàn sói khủng bố cỡ nào. Cho nên, tiềm thức của bọn họ lựa chọn không thèm nghĩ tới việc này, tiếp tục ở trong thành tọa sơn quan hổ đấu. Ngươi muốn làm cái gì? Ngọc Vô Song cảm giác có chút không đúng, nói. Ngươi bây giờ cũng đừng sằng bậy. Nếu như là bình thường, chúng ta có thể ra lệnh cho Vân Hải Thành, đây là thế lực của Vân Hải Thư Viện. Nhưng hiện tại không được, người cưỡng ép sằng bậy, nhất định sẽ xúc động lợi ích rất nhiều thế gia, cũng làm vô số huyền giả phản cảm. Chỉ cần người có tâm hơi châm ngòi, Vân Hải Thành nhất định đại loạn. Đại loạn tốt hay mọi người cùng chết mới tốt? Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Ngọc Vô Song, hỏi. Ngọc Vô Song. Dương Diệp cười cười, hắn xoa đầu Ngọc Vô Song, nói. Ta biết rõ, nhà đầu ngươi đang suy nghĩ lấy ngăn cơn sóng dữ. Nhưng ngươi phải biết rằng, ta không phải thánh giả, đối mặt nhiều sói như thế, ta bất lực. Thế nhưng mà ngươi không sợ bọn họ tạo phản sao? Ngọc Vô Song nói. Dương Diệp nói. Kỳ thật, ta đang tốt cho bọn họ. Thành phá, tất cả mọi người trong Vân Hải Thư Viện cũng có thể đào tẩu, dù sao thực lực mọi người đều bày ra đó. Nhưng người trong thành có thể chạy sao? Bọn họ khẳng định không được. Cho nên ta muốn mọi người hiểu, thành phá, chết không phải chúng ta, mà là bọn họ. Ngọc Vô Song liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Đều nghe ngươi, nói đi, làm như thế nào? Tiên lễ hậu binh. Dương Diệp nói. Lập tức thông cáo toàn thành, bảo tất cả người trong thành tới thủ thành, lại nói, thành phá người vong, không muốn chết thì đến thủ thành. Chỉ sợ không có hiệu quả gì. Ngọc Vô Song nói. Dương Diệp nói. Ta biết rõ, ta chỉ muốn cho bọn họ một cơ hội còn sống. Nếu như bọn họ thực không quý trọng, vậy thì đừng trách ta. Ngọc Vô Song liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó gật đầu, nói, đã hiểu. Rất nhanh, Dương Diệp nói chuyện bảo Ngọc Vô Song đi làm, người toàn thành đều biết, nhưng mà... Bảo chúng ta đi thủ thành, còn không cho chỗ tốt gì. Hắn cho rằng Diệp Dương là ai chứ? Đừng nói là một giáo tập, cho dù viện trưởng Vân Hải Thư Viện đến, lão tử cũng không thèm quan tâm tới hắn. Phi, thủ thành, liên quan gì tới chúng ta? Lão tử ăn no rừng mỡ mới đi thủ thành. Đi chết đi. Nếu cho chỗ tốt, nói không chừng đại gia ta sẽ cố mà giúp hắn thủ thành. Đáng tiếc, Diệp Dương này không hiểu cách làm người, vậy mà không cho ta cái gì, bảo ta đi thủ thành.
thủ thành, thủ con bà nó, lão tử cũng không phải ngại mạng dài, giúp hắn thủ thành. Cút đi. Chấm chấm chấm. Trên tường thành, Ngọc Vô Song lại đứng trước mặt Dương Diệp. Không có người đến. Dương Diệp nói. Ngọc Vô Song gật đầu, nói. Không chỉ không có tới, hành vi của chúng ta còn làm cho rất nhiều người phản cảm. Dương Diệp gật đầu, nói. Ta hiểu. Làm sao bây giờ? Ngọc Vô Song nói. Ánh mắt Dương Diệp nhìn xuống cửa thành, sau đó nói. Mở cửa thành. Mở cửa thành. Ngọc Vô Song trực tiếp sửng sốt. Dương Diệp muốn yêu thú đổ thành. Ngươi xác định. Ngọc Vô Song nhìn thẳng Dương Diệp, mặc dù biết Dương Diệp khả năng muốn làm gì, nhưng nàng vẫn không nghĩ tới. Dương Diệp lại quá kích như thế, mở cửa thành, dẫn yêu thú vào thành, gây chuyện không tốt, người trong Vân Hải Thành sẽ bị yêu thú đổ thành. Ngươi thấy ta giống đùa giỡn hay sao? Dương Diệp cười nói. Ngọc Vô Song hít sâu một hơi, sau đó nói. Nghe, mở cửa thành, dẫn yêu thú vào thành, quả thật có thể kích thích cảm giác nguy cơ của mọi người, nhưng người phải hiểu được, một khi chúng ta khống chế không tốt, những yêu thú này sẽ nội ứng ngoại hợp với bên ngoài, khi đó, chúng ta thật sự bị phá thành. Hơn nữa, còn có một khả năng, đó chính là chúng ta làm như vậy sẽ phản tác dụng, sẽ chọc giận đám người trong thành, một khi bọn họ bị chọc giận, lại có người kích động, khi đó, ngoài có yêu thú, bên trong có phản loạn, chúng ta sẽ xong đời. Dương Diệp cười cười, sau đó nói. Nhìn ngươi, ta nhớ tới một bằng hữu của ta lúc trước. Ngươi cũng thông minh như nàng, cũng là yêu nghiệt. Khi đó, chuyện chém chém giết giết đều là ta làm, sau đó chuyện trong nhà đều do nàng xử lý. Hiện tại nghĩ lại, ta thật sự nhớ nàng. Đừng dẫn dắt rời xa chủ đề. Ngọc Vô Song bất mãn khi Dương Diệp muốn dẫn dắt chủ đề, nàng lườm Dương Diệp. Dương Diệp muốn nói chuyện, nàng lại nói. Ngươi. Bằng hữu của ngươi là nữ sao? Dương Diệp gật đầu, trong mắt sinh ra gợn sóng, hắn đang nhớ chuyện cũ. Ngọc Vô Song liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó, a hát, một tiếng, nàng cúi đầu không biết suy nghĩ gì. Một lát, Dương Diệp nói. Vô Song ngươi lo lắng là có đạo lý, một khi mở cửa thành ra, sẽ có một ít yêu thú tiến vào trong thành, nếu chúng ta khống chế không tốt, chính là tự chui đầu vào giỏ. Còn ngươi nói nữa. Những người trong thành sẽ bị chọc giận, điểm ấy cũng đúng. Ngươi cân nhắc đều là rất chu toàn, lo lắng cũng rất có đạo lý. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, chúng ta lúc này còn có lựa chọn khác sao? Ngọc Vô Song nao nao, hiện tại Dương Diệp nói ra, nàng mới phát hiện, giờ phút này bọn họ không có lựa chọn khác. Dương Diệp quay người nhìn về phía đàn sói ngoài thành, nói. Trước kia cầu bọn họ thủ thành, bọn họ không đến. Đợi tí nữa. Ta muốn bọn họ tới cầu ta thủ thành. Mở cửa thành. Mở cửa thành. Dương Diệp dùng huyền khí ra chỉ âm thanh, tiếng nói vang vọng cả tường thành. Tất cả đệ tử ngoại viện nao nao, trong mắt khiếp sợ cùng nghi hoặc, nhưng rất nhanh, cửa thành từ từ mở ra. Tuy khó hiểu vì sao Dương Diệp làm như vậy, nhưng là mọi người không có đi hỏi, càng không có do dự. Đây là tín nhiệm. Cửa thành vừa mới ra, vô số làng yêu xông vào cửa thành, không đến 2 giây. Có mấy trăm lang yêu tiến vào Vân Hải Thành. Đủ chưa? Trên tường thành, Ngọc Vô Song hỏi, giọng nói đang run run. Dương Diệp khẽ lắc đầu, hắn đang cầm cổ sao, trong cổ sao là một thanh ý kiếm. Cứ như vậy, qua 5 giây, có gần 3.000 lang yêu xông vào Vân Hải Thành. Đóng cửa thành. Lúc này, Dương Diệp lại quát lớn, một đạo kiếm khí chém xuống tường thành, vừa vặn đánh xuống trước cửa thành. Mấy chục con sói định xông vào Vân Hải Thành đều bị chém làm hai nửa. Nhưng vẫn không thể ngăn đàn sói xông tới. Ông! Ngay sau đó có kiếm khí đánh tới tạo thành bình chướng ngăn cản trước cửa thành. Ngay từ đầu còn có lang yêu dám dùng thân thể va chạm với kiếm khí, nhưng rất nhanh, đám lang yêu không dám xông lên, bởi vì phàm là lang yêu va chạm với kiếm khí đều biến thành thịt nát. 3 giây sau, cửa thành đóng cửa, kiếm khí biến mất. Vô số lang yêu xông vào cửa thành Vân Hải Thành liền tiến lên tấn công đám người Dương Diệp. Xuy, một đạo kiếm khí chém mấy chục con sói, sau đó kiếm ý kinh khủng chút xuống chân áp đàn sói. Vô số lang yêu hoảng hốt, chúng không dám tiến lên nữa bước. Một đạo kiếm quang quét qua, lần này, kiếm quang không có chui vào đàn sói, mà là chém xuống mặt đất trước mặt đàn sói, mặt đất lập tức xuất hiện một khe sâu không đáy. Vi phạm, chết!
Dương Diệp lạnh lùng nhìn đám sói bên ngoài, giọng nói không chứa một tia cảm tình. Ngao! Một đầu lang yêu bán thánh giận dữ lao tới, lúc nó vừa vượt qua khe rãnh liền bị chém bay đầu. Đám lang yêu chuẩn bị xông lên cũng dừng lại. Còn thử nữa không? Dương Diệp nhìn đàn sói, hắn nói. Ngao! Trong bầy sói, không biết con sói nào chu lên, sau đó những con sói kia lùi ra xa. Nhìn đám lang yêu phóng vào trong thành, vẻ mặt mọi người trên tường thành nghiêm túc. Những lang yêu này rất ít nhưng thực lực cũng không yếu, trong đó phần lớn đều là tôn giả cảnh, cũng có rất nhiều hoàng giả cảnh, thậm chí cũng có vài đầu bán thánh giai. Một đám lang yêu như thế xông vào thành sẽ có kết cục gì? Có phải cảm thấy ta tàn nhẫn hay không? Dương Diệp nhìn Ngọc Vô Song im lặng không nói gì, hỏi. Ngọc Vô Song không nói gì. Dương Diệp nói. Vẫn câu nói kia, nếu như thành phá, chúng ta, còn có người Vân Hải Thư Viện, đại bộ phận đều có thể sống sót. Bởi vì Vân Hải Thành chỉ có thể xem như phụ thuộc Vân Hải Thư Viện, cũng không phải đại bản doanh của chúng ta. Cho nên, Vân Hải Thư Viện sẽ không tử thủ tòa thành này, đối với cao tầng Vân Hải Thư Viện mà nói, giá trị của chúng ta vượt xa Vân Hải Thành. Cho nên, những người Vân Hải Thành này không đến thủ thành. Kết cục cuối cùng của bọn họ nhất chính là hy sinh chính mình lưỡng bại câu thương với đàn sói. Nói đến đây, ánh mắt Dương Diệp nhìn ra xa xa, lúc này đã có tiếng kêu thảm thiết vang lên, nói. Hiện tại chết một chút người còn tốt hơn chết một thành. Nhưng nếu như bọn họ tạo phản thì sao? Đột nhiên Ngọc Vô Song ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói. Tạo phản. Dương Diệp khẽ cười một tiếng, sau đó nói. Không cần thủ thành. Mở cửa thành, lại cho tất cả yêu thú vào thành. Sau đó chúng ta xem bọn chúng đổ máu với yêu thú, cuối cùng chúng ta tới ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ngươi! Ngọc Vô Song bị lời này của Dương Diệp dọa sợ. Nàng không nghĩ tới, trong nội tâm Dương Diệp lại có suy nghĩ này, mở cửa thành, việc này ý vị như thế nào? Ý nghĩa sẽ có vô số người chết. Mà ở trong đó, có hài tử, có người tay trói gà không chặt, còn có rất nhiều người vô tội. Ngươi, ngươi thật tàn nhẫn. Hồi lâu, Ngọc Vô Song không nhịn được nói ra. Không cần thủ thành, mở cửa thành, lại cho tất cả yêu thú vào thành. Sau đó chúng ta xem bọn chúng đổ máu với yêu thú, cuối cùng chúng ta tới ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ngươi, Ngọc Vô Song bị lời này của Dương Diệp dọa sợ. Nàng không nghĩ tới, trong nội tâm Dương Diệp lại có suy nghĩ này, mở cửa thành, việc này ý vị như thế nào? Ý nghĩa sẽ có vô số người chết. Mà ở trong đó, có hài tử, có người tay trói gà không chặt, còn có rất nhiều người vô tội. Ngươi, ngươi thật tàn nhẫn. Hồi lâu, Ngọc Vô Song không nhịn được nói ra. Nghe vậy, đột nhiên Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Ngọc Vô Song, hắn không nói gì, chỉ nhìn Ngọc Vô Song, trong mắt hắn là hờ hững. Nhìn thấy Dương Diệp dùng ánh mắt như nhìn người xa lạ, nội tâm Ngọc Vô Song rung động, nàng muốn nói điều gì, Dương Diệp thu hồi ánh mắt. Lúc này Dương Diệp không có nói cái gì nữa. Gương mặt Ngọc Vô Song tái nhợt. Dương Diệp im lặng, nàng biết rõ trong lòng hắn có chút không thích cách làm của nàng, cho nên nàng muốn mở miệng giải thích. Khi ở chung với Dương Diệp đến nay, nàng biết rõ tính cách của Dương Diệp, chỉ có đối với người của mình, hắn mới đi giải thích, mà không phải người mình, hắn không quan tâm tới. Dù nhiều khi Dương Diệp rất dễ nói chuyện, cũng rất bình dị gần gũi, nhưng nàng hiểu. Dương Diệp là người đặc biệt cao ngạo. Hắn dễ nói chuyện, hắn bình dị gần chỉ có với người mà hắn tán thành. Mà bây giờ, Dương Diệp không giải thích với nàng, việc này ý vị như thế nào. Ngọc Vô Song vừa định nói chuyện, đột nhiên, nơi xa có tiếng kêu thảm thiết, không đến một hồi, mấy cường giả trăm người nhân loại xuất hiện trong tầm mắt đám người Dương Diệp, mấy trăm cường giả nhân loại điên cuồng chạy về phía Dương Diệp, phía sau bọn họ là vài chục lang yêu. Cứu mạng! Trong đám người, vô số người hô to. Dương Diệp lại thờ ơ lạnh nhạt, không nhúc nhích chút nào, mà đệ tử ngoại viện nhìn thấy Dương Diệp không ra lệnh cũng không có ra tay. Rất nhanh, đám người kia vào tới dưới tường thành, đàn sói dừng lại, bởi vì trước mặt chúng là khe rãnh mà Dương Diệp chém ra. Vi phạm, chết. Những lời này, chúng sẽ không quên. Đàn sói liếc mắt nhìn đám nhân loại mà mình đuổi giết, trong mắt có một tia không cam lòng, nhưng chúng lại xoay người rời đi. Không đến 2 giây, chúng đã biến mất trong mắt mọi người. Rất nhanh, xa xa lại có từng tiếng kêu thảm thiết, không chỉ có xa xa, kỳ thật rất nhiều nơi trong thành đều phát ra tiếng kêu thảm thiết.
có mấy ngàn lang yêu tiến vào Vân Hải Thành, so sánh với nhân số trong Vân Hải Thành, chúng quả thực là giọt nước mà thôi. Nhưng hiện tại đám lang yêu đang tàn sát nhân loại. Vì cái gì? Bởi vì rất nhiều nhân loại căn bản không đoàn kết. Đối mặt lang yêu, bọn họ nghĩ không phải liên thủ đối địch, mà là làm sao chạy để khỏi chết. Giống như mấy trăm người này, trong đó có rất nhiều tôn giả cảnh, cũng có vài hoàng giả cảnh, nếu như bọn họ liên thủ, nên chạy là đàn sói. Dù sao đàn sói chỉ có vài chục con mà thôi. Thế nhưng mà, những người này cũng không có làm như vậy. Bởi vì, không ai cũng muốn đi liều mạng với lang yêu. Đúng lúc này, một gã thanh niên nhảy lên tường thành, sau đó chỉ vào Dương Diệp giận dữ hét. Dùng thực lực các ngươi hoàn toàn có thể giết chết những súc sinh kia, vì cái gì các ngươi không ra tay? Vì cái gì không ra tay? Còn nữa, tại sao những yêu thú này có thể vào thành? Không phải các ngươi thủ thành sao? Các ngươi thủ nơi nào? À, nói chuyện đi, ngươi điếc sao? Đám người Phong Vũ Triều giận dữ, bọn họ muốn động thủ, Dương Diệp lại khoát khoát tay ngăn cản mọi người. Dương Diệp không có để ý tên thanh niên kia, mà là nhìn về phía Ngọc Vô Song, nói. Nhìn thấy chưa, chúng ta muốn thủ hộ chính là người như vậy, đương nhiên, không phải toàn bộ, nhưng ta dám cam đoan, chí ít có 5-6 thành người là như thế. Chúng ta bảo hộ bọn họ sẽ không cảm kích, ngược lại còn cảm thấy đây là việc Vân Hải Thư Viện chúng ta phải làm. Một khi chúng ta thủ không được thành, bọn họ sẽ đến chỉ trích chúng ta, cũng giống như bây giờ. Ngọc Vô Song nắm chặt hai tay, im lặng. Ngươi, tên thanh niên kia muốn nói điều gì, nhưng hắn không có cơ hội nói. Bởi vì một đạo kiếm quang đã xuyên qua cổ của hắn, đầu hắn bay lên cao cao. Một kiếm miểu sát tên thanh niên kia, ánh mắt Dương Diệp nhìn đám người phía dưới, nói. Còn có ai suy nghĩ như hắn không? Các ngươi có thể nói ra. Yên tâm, kiếm của ta rất nhanh, tuyệt đối có thể làm các ngươi chết mà không cảm thấy đau đớn. Đám người kia hoảng hốt, vô ý thức lui về phía sau. Dương Diệp khẽ cười một tiếng, sau đó nói. Không có sao, đã không có, vậy thì cút. Đám người kia biến sắc, sau lưng có đàn sói, bọn họ dám đi. Nhìn thấy đám người không động, sắc mặt Dương Diệp lạnh lẽo, nói. Muốn ta động thủ sao? Trước tiên phải nói rõ. Nếu ta động thủ, đó không phải đuổi, mà là giết. Lúc này, một gã người trung niên đứng ra, nhìn Dương Diệp, nói. Các hạ, đều là nhân loại, người không nên làm tuyệt tình như thế chứ. Đúng thế, nói như thế nào tất cả mọi người đều là nhân loại, hôm nay yêu thú phá thành mà vào, mọi người không nên tự giết lẫn nhau, cần liên thủ đối địch. Liên thủ đối địch, thỉnh chư vị tiền bối Vân Hải Thư Viện mang theo chúng ta đối kháng yêu thú. Chấm chấm chấm. Yêu thú vào thành đồ sát, trước mặt yêu thú, rất nhiều người đã cảm giác được yêu thú đáng sợ, mọi người đều ích kỷ nhưng đều không ngốc. Đến thời điểm này, bọn họ tự nhiên sẽ lựa chọn ôm chặt đám người Dương Diệp. Không có nhìn thấy đám yêu thú kia không dám phóng rắm trước mặt đám người Dương Diệp hay sao? Các ngươi muốn cùng chúng ta liên thủ đối kháng yêu thú? Dương Diệp hỏi. Nghe vậy, đám người kia vội vàng gật đầu. Dương Diệp gật gật đầu, nói. Có thể, nhưng các ngươi nhớ kỹ cho ta, chúng ta thủ là thành, mà không phải những người các ngươi. Chúng ta không có nghĩa vụ dốc sức liều mạng bảo hộ các ngươi muốn sống chỉ có thể dựa vào chính mình. Còn nữa, các ngươi muốn gia nhập chúng ta, như vậy nhất định cần phải phục tùng chúng ta ra lệnh, nếu như làm không được, hiện tại có thể đi, ta tuyệt không ngăn cản. Nhưng nếu như các ngươi sau đó lại gia nhập chúng ta, dám bằng mặt không bằng lòng. Đùa nghịch tiểu hoa chiêu, yêu thú không giết các ngươi, ta giết. Nghe được Dương Diệp nói thế, sắc mặt rất nhiều người biến hóa, tuy trong lòng có chút không vui, nhưng lại không người nào dám nói cái gì. Giờ này khắc này, bọn họ có cảm giác, giáo tập ngoại viện trước mặt còn đáng sợ hơn yêu thú. Dương Diệp nhìn về phía Ngọc Vô Song, nói. Những người này do ngươi tới an bài. Ngọc Vô Song gật đầu, nàng liếc mắt nhìn Dương Diệp, muốn nói cái gì, lúc này. Đột nhiên thương thanh ảnh xé rách không gian xuất hiện tại trước mặt Dương Diệp. Ngươi đang làm cái gì? Thương thanh ảnh nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, hiển nhiên nàng đã tức giận. Dương Diệp cười cười, sau đó nói. Ngươi nói, nếu như chúng ta liên hợp tất cả huyền giả Vân Hải Thành, có thể phản công Thiên Lang Sơn Mạch hay không? Ngươi! Thương thanh ảnh bị lời nói của Dương Diệp dọa sợ. Dương Diệp lại nói. Ân, đúng là khó khăn.
nhưng không có sao, đáng giá thử một lần. Thương cô nương, từ giờ trở đi, tất cả binh lực bốn cửa thành, kể cả tất cả đệ tử Vân Hải Thư Viện, còn ngươi nữa, toàn bộ nghe mệnh lệnh của ta, không có vấn đề gì chứ. Dương Diệp không ngốc, hắn biết rõ, hắn muốn thực hiện kế hoạch của chính mình, chỉ dựa vào một người tuyệt đối không làm được, một khi gây chuyện không tốt, thật sự có thể làm trật tự Vân Hải thành tan vỡ, khi đó, đừng nói hắn, cho dù viện trưởng Vân Hải Thư Viện ra mặt cũng không có lực thay đổi trời đất. Cho nên, hắn nhất định phải dùng tất cả thế lực Vân Hải Thư Viện trợ giúp mình. Chỉ có thế lực Vân Hải Thư Viện phối hợp với hắn, hắn mới có thể hiệu triệu tất cả huyền giả trong Vân Hải thành đối địch, mọi người cùng nhau liên thủ đối kháng yêu thú. Thương Thanh Ảnh nhìn Dương Diệp nửa ngày, sau đó nói. Ngươi xác định ngươi muốn làm như vậy. Chúng ta bây giờ không có lựa chọn. Dương Diệp nhìn thẳng Thương Thanh Ảnh, nói. Cho dù viện quân cổ kiếm trai đã đến, chúng ta cũng chỉ thủ được một hồi mà thôi. Nếu chúng ta muốn chính thức đánh lui yêu thú Thiên Lang Sơn Mạch cần phải tụ tập lực lượng toàn thành. Bằng không thì, chúng ta cuối cùng không tránh được kết quả thành phá, sẽ có vô số người chết thảm. Đương nhiên, người cũng có thể ký thác hy vọng vào viện trưởng, mặc kệ đáng tiếc, ta thấy đám người viện trưởng lúc này không có năng lực bận tâm tới chúng ta. Bằng không thì, trước kia ta đổ sát ám viện, bọn họ cũng không thể không hiện thân. Chỉ khi nào gây chuyện không tốt, có người kích động, Vân Hải Thành sẽ đại loạn. Thương Thanh Ảnh trầm giọng nói. Loạn thế dùng trọng điển, ai kích động, ta giết ai, ai dám loạn, ta giết ai. Dương Diệp nói. Một khi toàn bộ Vân Hải Thành đại loạn, khi đó sẽ có vô số người làm loạn, Vân Hải Thành có mấy ngàn vạn người, người giết hết sao? Thương Thanh Ảnh nói, ta giết không hết. Dương Diệp chỉ vào đàn sói bên ngoài, nói. Chúng giết hết. Ngươi. Thương Thanh Ảnh kinh hãi, nhìn Dương Diệp, nàng thật lâu nói không ra lời. Dương Diệp nói. Thương cô nương, không có bao nhiêu thời gian, đưa ra quyết định đi. Ta nói trước, nếu như lát nữa thành bị phá, ta sẽ dẫn người của ta giết ra ngoài. Sống chết của người trong thành này, nói thực, hoàn toàn không có liên quan gì tới ta cả. Tay của Thương Thanh Ảnh khẽ run lên, bởi vì nàng biết rõ, Dương Diệp tuyệt đối nói được làm được. Nếu thành bị phá, dùng thực lực của Dương Diệp, muốn thừa dịp loạn mang theo những người ngoại viện rời đi cũng không phải không có khả năng. Trầm mặc hồi lâu, Thương Thanh Ảnh hít sâu một hơi, sau đó nói. Nghe ngươi, ngươi là tên điên. Dương Diệp gật gật đầu, nói. Hiện tại, không có mệnh lệnh của ta, thủ tướng bốn cửa thành không được bảo hộ bất cứ người nào trong thành. Nếu người trong thành dám can đảm tới gần cửa thành, giết không tha. Nói đến đây, Dương Diệp nhìn về phía Thương Thanh Ảnh, nói. Thương cô nương, nhớ rõ là giết không tha. Loại thời điểm này, nếu như nhân từ nửa phập N sẽ hại tất cả người trong thành. Thương Thanh Ảnh nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Người sẽ đắc tội rất nhiều người, đặc biệt là những thế gia trong thành. Dương Diệp nói. Những cái gọi là thế gia kia so với Thanh Đạo Môn thì như thế nào? Nghe vậy, Thương Thanh Ảnh khóe mắt hơi nhảy, lúc này đây, nàng không có ở nói nhảm. Quay người biến mất tại trên tường thành. Dương Diệp đám đắc tội Thanh Đạo Môn, hắn sẽ sợ một đám thế gia thực lực không bằng Thanh Đạo Môn hay sao? Rất nhiều người trong thành đã liên thủ với nhau. Lúc này, Ngọc Vô Song đi đến bên cạnh Dương Diệp, nói. Quả nhiên! Nhân loại chỉ có đối mặt với nguy cơ mới có thể đồng tâm hiệp lực. Nếu như nhân loại có thể liên thủ, chính thức đoàn kết nhất trí, nói thực, trong Thanh Châu cảnh này, chỉ sợ sẽ không có yêu tộc. Dương Diệp lắc đầu, nói. Bất kể là nhân tộc hay là yêu tộc, đều có quyền lợi sinh tồn trên mặt đất này. Biết không, so sánh với nhân loại, ta càng muốn ở chung với yêu tộc. Bởi vì yêu tộc sẽ không chơi lục đục với ngươi, nó thích ngươi sẽ ưa thích ngươi. Không thích ngươi chính là không thích ngươi. Không giống nhân loại, ở trước mặt xem ngươi là bằng hữu, sau lưng lại đâm ngươi một dao. Nếu có một ngày, nhân loại khai chiến toàn diện với yêu tộc, ngươi sẽ đứng ở bên nào? Đột nhiên Ngọc Vô Song nói. Yêu thú muốn giết ta sẽ giết yêu thú, mà nhân loại muốn giết ta cũng sẽ không nương tay. Dương Diệp nói. Minh bạch. Ngọc Vô Song gật đầu nói. Lúc này, đột nhiên Hách Xuất Bác xuất hiện bên cạnh Dương Diệp cùng Ngọc Vô Song, Hách Xuất Bác nói. Vô Song tiểu thư, Diệp giáo tập, trong thành rất nhiều người tạo thành một ít đoàn thể liên thủ đối kháng đám yêu thú kia, hiện tại, mấy ngàn con yêu thú đã bị giết gần hết.
Chúng ta có nên đi liên hệ với bọn họ, bảo bọn họ cùng liên thủ với chúng ta đối kháng yêu tộc hay không? Dương Diệp cười nói. Ngươi mà đi liên hệ với bọn họ vẫn không quan tâm tới ngươi. Ngọc Vô Song gật đầu, nói. Vì sinh tồn, bọn họ sẽ tạm thời buông tư dục của chính mình liên thủ đối địch. Nhưng nếu như không có nguy cơ, tư dục trong nội tâm bọn họ lại xuất hiện. Chúng ta bây giờ đi tìm bọn họ nhất định sẽ bàn điều kiện với chúng ta, hoặc sẽ trực tiếp không để ý tới. Bọn họ thật đáng khinh. Hách Xuất Bác lắc lắc đầu nói. Ngọc Vô Song đồng ý gật đầu, nếu như do người khác thủ thành, những người trong thành vẫn có thể tiêu giao, thậm chí có thể sẽ bàn điều kiện với Vân Hải Thư Viện nói, nhưng đáng tiếc là, hiện tại thủ thành là Dương Diệp. Dương Diệp hội theo chân bọn họ nói điều kiện sao? Chúng ta làm sao bây giờ? Đại trận trên tường thành sắp không đỡ nổi, cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ chơi hết. Hách Xuất Bác nói. Dương Diệp quay người nhìn đám sói dưới tường thành, hồi lâu, đột nhiên hắn nói. Mở cửa thành. Dương Diệp vừa dứt lời, cửa thành đã mở ra, rất nhanh, vô số lang yêu tràn vào trong thành. 10 giây sau, đã có gần 2 vạn lang yêu tiến vào tường thành. Đóng cửa thành. Khi Dương Diệp vừa dứt lời, từng đạo kiếm khí chém xuống tường thành, trong khoảnh khắc đã tạo thành bình chướng kiếm khí, ngăn trở những lang yêu muốn vào thành. Nội thành. 2 vạn lang yêu xông vào Vân Hải Thành, toàn bộ Vân Hải Thành lập tức sôi trào. Hy sinh chính mình có thể thu hộ người khác sao? Dương Diệp không có vĩ đại như vậy, hắn cũng không đi làm loại chuyện này. Dương Diệp là một người ích kỷ, hắn cũng không giấu giếm việc này. Cho nên, với hắn mà nói, cho dù người toàn thành chết hết cũng không có quan hệ gì với hắn. Hôm nay, sở dĩ hắn thủ thành ở chỗ này, trừ và đáp ứng viện trưởng Vân Hải Thư Viện ra, còn có một nguyên nhân, đó là bởi vì đám người Hắc Xuất Bác. Thành phá, dùng thực lực của hắn, phải đi, trừ phi thánh giả ra tay, bằng không cho dù có 200 vạn yêu thú cũng ngăn không được hắn. Nhưng đám người Hắc Xuất Bác thì sao? Cho dù hắn dẫn dắt, mọi người có thể giết ra ngoài, nhưng trong quá trình này sẽ có bao nhiêu người chết đi. Nói không chừng toàn quân bị diệt cũng có thể. Dù sao thực lực đám người Hắc Xuất Bác vẫn quá yếu. Nếu Thiên Lang Sơn Mạch điều động cường giả cấp bậc như Lam Khiếu xuất hiện, chỉ cần hắn bị kiềm chế, đám người Hắc Xuất Bác sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là thủ thành. Dựa vào đại trận của Vân Hải Thành, mọi người còn có đối kháng đàn sói Thiên Lang Sơn Mạch, một khi mất đi tường thành ngăn cản, đừng nói Dương Diệp hắn, cho dù có 10 Dương Diệp cũng không làm được gì. Muốn giữ vững vị trí tường thành, như vậy nhất định phải dẫn động tất cả huyền giả trong Vân Hải Thành. Mà Dương Diệp phi thường rõ ràng, những huyền giả trong Vân Hải Thành sẽ không tới giúp bọn họ, sự thật đã chứng minh điểm ấy. Cho nên, hắn cần ép đám người này. Nếu là trước kia, sau khi đám yêu thú vào thành, bọn chúng sẽ lập tức ra tay đối phó đám người Dương Diệp. Nhưng khi Dương Diệp trực tiếp dùng một kiếm chém giết mấy trăm đầu lang yêu, những lang yêu kia bắt đầu sợ hãi. Dương Diệp, bọn chúng nhận ra hắn, bởi vì chính là Dương Diệp đã giết thống lĩnh của chúng. Đối mặt Dương Diệp, vô số yêu thú mắt vô cùng giận dữ, nhưng lại không dám xông lên. Đương nhiên, trước kia cũng có yêu thú không sợ chết lao tới tấn công Dương Diệp. Nhưng không có ngoại lệ, tất cả đều bị chém giết. Ngao! Trong bầy sói, đột nhiên có tiếng sói tru vang lên, vừa dứt lời, đàn sói lập tức quay người xông vào trong nội thành, không đến một hồi đã biến mất trong tầm mắt mọi người. Rất nhanh, nơi xa có tiếng người kêu la thảm thiết. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, hắn ngồi xếp bằng ở đây, trong đầu bắt đầu hồi tưởng trận chiến với Lam Khiếu lúc trước. Lúc trước, sở dĩ hắn có thể chiến thắng Lam Khiếu, hắn đã dựa vào là kiếm ý nửa bước hư vô cảnh và tốc chi pháp tắc. Đương nhiên, nếu như hắn dùng kiếm vực và tiêu vong pháp tắc, tăng thêm xuất kỳ bất ý, khẳng định không cần phí lực lượng lớn như thế mới giết đối phương, nhưng kể từ đó, tiêu vong pháp tắc sẽ bạo lộ. Kiếm vực, tốc chi pháp tắc đã bạo lộ. Tiêu vong pháp tắc và kiếm ý nửa bước hư vô cảnh tuyệt đối không thể bạo lộ, đặc biệt là tiêu vong pháp tắc, đó là át chủ bài lớn nhất của hắn. Một người, nếu như tất cả át chủ bài đều bạo lộ trong mắt người khác, như vậy hắn cách cái chết không xa. Dương Diệp không ngốc, hắn biết rõ, tại linh giới, hắn quật khởi quá nhanh, lúc này khẳng định đã có vô số người đi điều tra hắn. Nếu như là người một nhà, ví dụ như Cổ Kiếm Trai hoặc là Vân Hải Thư Viện, việc này cũng không có gì. Nhưng nếu như là địch nhân thì sao?
như Vân Tiêu Thánh Điện, hoặc là Thiên Lang tộc. Giả heo ăn thịt hổ mới là vương đạo. Sở dĩ tử chiến với Lam Khiếu, còn có một nguyên nhân, đó chính là hắn muốn thông qua chiến đấu để đề thăng chính mình. Lam Khiếu có lực lượng thân thể mạnh hơn hắn, cảnh giới cũng mạnh hơn hắn, ý thức chiến đấu của đối phương đã trên hắn, chém giết sinh tử với đối phương, hơi không cẩn thận sẽ bị đối phương đánh chết. Dưới loại tình huống này, hắn không chỉ tăng cảnh giới lên, phương diện khác của hắn cũng tăng lên. Trừ thực lực tăng lên ra, hắn còn có thu hoạch khác, đó là thông qua Lam Khiếu giúp hắn nhận rõ thực lực chân chính của bán thánh cao cấp. Còn có thân thể đạt tới trình độ nhất định thì có thể bỏ qua pháp tắc, ví dụ như trước kia, tốc chi pháp tắc không có tác dụng quá lớn với Lam Khiếu. Thực lực của Lam Khiếu đã trên U Vô Ảnh, bởi vì dùng thực lực của Lam Khiếu, cho dù sử dụng ám chi pháp tắc cũng không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Mà một khi U Vô Ảnh bị Lam Khiếu đánh trúng một kích, tuyệt đối không chết tức tổn thương. Phải nghĩ biện pháp tăng thân thể lên. Trong nội tâm Dương Diệp đã âm thầm quyết định, lúc trước, hắn cảm giác thân thể mình đã rất mạnh, có thể tạm thời không cần tăng lên. Bởi vì cho dù là cường giả bán thánh cao cấp cũng không cách nào phá vỡ thân thể của hắn. Nhưng hiện tại gặp được Lam Khiếu đã giúp hắn hiểu được, thân thể của hắn chỉ sánh ngang yêu thú bình thường mà thôi. Nhưng so sánh với yêu thú cường đại chân chính, hắn vẫn còn thua kém không nhỏ. Hơn nữa, cũng không thể quá độ ỷ lại thân thể, bởi vì quá mức ỷ lại thân thể, vạn nhất đối phương cũng như hắn, có được pháp tắc mang tính hủy diệt như tiêu vong pháp tắc, như vậy hắn chỉ có con đường chết. Dương Diệp mở hai mắt ra, hít sâu một hơi, nói. Chính mình vẫn còn quá yếu. Nếu những lời này của ngươi bị những kẻ bị ngươi vượt cấp chém giết nghe thấy, có lẽ bọn họ sẽ tức giận sống lại. Ngọc Vô Song ngồi bên cạnh Dương Diệp, hai tay ôm bắp chân, cũng nghiêng đầu cười nói với Dương Diệp. Dương Diệp nói, sống yên ổn phải nghĩ đến ngày gian nguy, chỉ có bảo trì cảm giác nguy hiểm mọi lúc, như vậy mới giúp bản thân sống lâu. Ngươi không giận ta, Ngọc Vô Song nói. Dương Diệp tự nhiên biết rõ nàng nói cái gì, lập tức nói. Không có gì phải tức giận, bởi vì đứng ở góc độ của ngươi nhìn vấn đề, cách làm của ta đúng là rất tàn nhẫn, lãnh huyết. Ta biết rõ, không chỉ có ngươi, trong rất nhiều đệ tử ngoại viện đều nghĩ thế. Ta hiểu, bởi vì các ngươi không có kinh nghiệm nhân sinh giống ta, kinh nghiệm khác nhau, mọi người có quan điểm khác nhau. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, tự nhiên sẽ không có gì phải tức giận. Ngọc Vô Song nghiêng đầu nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Biết không, ngươi cho ta cảm giác chính là lãnh huyết, tàn nhẫn, dễ dàng xúc động, có thù tất báo, cực độ tự kỷ, đây không phải cảm giác, bởi vì ngươi thật sự là người như vậy. Ta nói như vậy, ngươi sẽ không đánh ta chứ? Dương Diệp đứng dậy nhìn đàn sói xa xa, sau nửa ngày, hắn cười nói. Kỳ thật, mỗi người ở sâu trong nội tâm đều có một mặt âm u. Chỉ có điều rất nhiều người ngăn chặn âm u trong nội tâm mà thôi cũng ngụy trang mình trở thành cái gọi là người tốt. Có ít người, có lẽ cả đời sẽ trở thành một người tốt, nhưng có chút người, chỉ cần có đầy đủ hấp dẫn, bọn họ sẽ triệt để bộc phát một mặt âm u của mình ra ngoài. Một người thành thật, bình thường hắn thành thật, nhưng nếu như người đột nhiên cho hắn quyền lợi vô thượng, có lẽ, hắn sẽ trở thành người khác. Ngọc Vô Song trầm mặc, bởi vì nàng phát hiện, chính mình lại không thể phản bác. Một người trung thực, hắn áp chế một mặt âm u trong lòng. Mình, nếu như không có ngoại giới hấp dẫn, có lẽ hắn thật sự cả đời như vậy. Nhưng đúng như lời Dương Diệp nói, nếu hắn đã bị hấp dẫn, hắn có khả năng sẽ lập tức biến thành một loại người khác. Một khi dã tâm của người nào đó mở ra, người đó sẽ biến thành lãnh huyết, tàn nhẫn, thậm chí còn kinh khủng hơn cả Dương Diệp. Dương Diệp nói, người không thay đổi xấu, nhiều khi... Không chỉ vì hắn bị đạo đức áp chế, còn có chính thực lực của bọn họ. Một người không có thực lực, bọn họ dám làm ra việc vượt qua năng lực của mình không? Dù chuyện này thì hắn ưa thích làm, đặc biệt muốn làm, nhưng hắn không dám làm, bởi vì hắn không có thực lực. Nói đến đây, Dương Diệp hít sâu một hơi, nói. Ta nói nhiều như vậy, thực sự không phải nói cho ngươi biết mỗi một người trên thế giới đều là người xấu, ta nói, chỉ là một bộ phận lớn. Mà Dương Diệp ta muốn làm, không phải người tốt, cũng không phải người xấu. Ta muốn làm là vì mình. Ngươi nói ta lãnh huyết, ta tàn nhẫn, ta dễ dàng xúc động, ta có thù tất báo, ta tự kỷ, những thứ này ta đều thừa nhận. Đối mặt với khuyến điểm của mình, đối mặt với mặt âm u của bản thân, ta sẽ không đi che giấu,
sẽ không đi lừa gạt mình, càng không cưỡng ép ngụy trang bản thân. Ta chính là ta, nội tâm ta muốn như thế nào thì ta sẽ làm như thế nào. Ngọc Vô Song trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Ngươi là chân tiểu nhân. Dương Diệp cười nói. Ta không cảm giác mình là tiểu nhân, cái gì là tiểu nhân? Cái loại có giận mà không dám làm gì, chỉ biết đùa giỡn âm mưu quỷ kế sau lưng mới là tiểu nhân. Mà ta giận ta dám hành động. Ân, đương nhiên, thật sự đánh không lại, ví dụ như thánh giả, ta chắc chắn sẽ không động, không chỉ không hành động, ta còn bỏ chạy. Ngọc Vô Song trầm mặc một hồi, đột nhiên Ngọc Vô Song nhìn thẳng vào Dương Diệp, nói. Kỳ thật, người rất có mị lực, bởi vì như lời ngươi nói, người dám giận dám hành động, mà người dám động thì dám đảm đương. Rất nhiều nam nhân, đều làm không được điểm này. Hơn nữa, tuy người có rất nhiều khuyết điểm, nhưng nghiêm khắc mà nói, cũng không phải là chuyện thương thiên hạ lý gì. Trái lại, từ góc độ nào đó mà nói, người còn là một người phi thường có tình có nghĩa. Điểm ấy, từ khi chúng ta đối kháng yêu thú, đối kháng nội viện, đối kháng ám viện cũng có thể thấy được. Người không phụ ta, ta không phụ người, đây là chuẩn tắc làm người và là điểm mấu chốt của ta. Dương Diệp nói, ta hy vọng, người cũng trở thành người có chuẩn tắc cùng điểm mấu chốt. Người, có thể không có cốt khí, nhưng tuyệt đối không thể không có điểm mấu chốt, hiểu chưa? Ta ghi nhớ. Ngọc Vô Song nói. Dương Diệp gật đầu, hắn muốn nói chuyện, lúc này, đột nhiên, ánh mắt đám người Dương Diệp nhìn thấy có mấy vạn huyền giả nhân loại đang chạy về hướng bọn họ. Nhìn thấy mấy vạn huyền giả nhân loại, đám người Phong Vũ Triều biến sắc, bởi vì gương mặt đám người này giận dữ và hung ác, hơn nữa trong đó rất nhiều người còn phóng ra khí thế bản thân đè ép bên này. Lai giả bất thiện. Rất nhanh, mấy vạn người tới dưới tường thành. Đám người Phong Vũ Triều đều đề phòng, huyền khí trong cơ thể bắt đầu khởi động. Lúc này, một gã người trung niên cầm đầu trong đám người bay lên không, hắn chỉ vào Dương Diệp, hung dữ nói. Ngươi chính là Diệp Dương. Dương Diệp gật đầu. Yêu thú là ngươi cho vào thành. Người trung niên hỏi lại. Dương Diệp gật đầu. Nghe vậy, sắc mặt người trung niên lập tức dữ tợn, quát. Khốn nạn, con bà ngươi. Giết hắn cho ta. Sát. Dưới thành, vô số người lao thẳng vào đám người Dương Diệp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 74.